Hôm nay toàn thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, kỳ trước thì chúng ta đang học lỡ vỡ cái bài 202. Bài 202 là không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng ác sân hận, không có khổ nào bằng ở khổ ngũ uẩn, và không có cái vui nào bằng cái vui niết bàn. Trong tất cả những cái bài mà nói về ngũ uẩn của chúng tôi trong các băng giảng á, tức là chúng ta từ những cái lý luận mà vướng kẹt ở trong thân ngũ uẩn á, chúng ta thấy rõ ràng là loài người hay tất cả nói chung là tất cả những chúng sanh ở trong pháp giới này cũng vẫn lẫn quẩn để rồi tiếp tục thay đổi cái hình thức của thân ngũ uẩn, chứ gần như chưa ai ra được nếu chưa có phải một lần ngũ uẩn ra không. Chưa thể chứng thánh quả thì không thể thoát khỏi cái thân ngũ uẩn này. Nhất là trong bản kinh Bát Nhã mà chúng ta đã nói tới cái hành ấm mà vào nhập thai á. Nếu như hành ấm không nhập thai thì chúng ta vẫn phải mang cái thân ngũ uẩn nó đi ở trong không gian này, trong vũ trụ này, để rồi chúng ta hoặc là đi lên các cõi cao, cõi thiện do tâm thiện của mình, hoặc là chúng ta thiền định. Dù cho chúng ta có thiền định, chúng ta có nhập định đi nữa, chúng ta vẫn chưa khỏi cái thân ngũ uẩn này. Đây là điều mà chúng ta phải biết nha. Nhập định sâu cỡ nào thì vẫn chưa phá khỏi ngũ uẩn, vẫn còn nhập, vẫn còn xuất. Do đó những cái tầng thiền định mà ví dụ như chúng ta nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đi nữa, nó vẫn chưa ra. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự hữu xứ, rồi phi tưởng xứ thiên, nó vẫn còn tiếp tục mang thân căn ngũ uẩn ở một cái dạng khác, chứ không mang thân cái kiểu của mình như bây giờ. Chúng ta sẽ mang thân căn ngũ uẩn dạng khác. Như vậy là từ cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới thì vẫn còn mang thân ngũ uẩn. Cõi trời dục giới thì cái thân ngũ uẩn nó nặng nề hơn chút, qua cõi trời sắc giới thì thân ngũ uẩn nó nặng nề hơn chút, rồi qua cõi trời vô sắc giới chúng ta mang thân nhẹ hơn chút, nhưng vẫn được xem là một cái dạng tinh tế của ngũ uẩn qua tâm thức. Tức là chưa có vượt qua cái tầng tâm thức, thì dù cái tâm đó nó thọ bẩm cái thân nào thì thân đó cũng vẫn tiếp tục là thân ngũ uẩn. Rồi chúng ta không có cách nào ra được. Có chết cái thân này đi, ví dụ như mình bây giờ mình có chết cái thân này đi thì mới có sắc uẩn đi thôi. Sắc uẩn rã tan nữa, rồi thọ uẩn còn đó, tưởng uẩn còn đó, hành uẩn còn đó, và thức uẩn toàn đó. Và thọ tưởng hành thức còn thì nó sẽ là tự động nó kết nối, nó tạo thành một cái sắc mới. Và cái sắc đó nó đi từ các cõi. Ví dụ xuống cõi súc sanh thì cái sắc uẩn thì thuộc cái loại là súc sanh hai chân hay là bốn chân hay nhiều chân, cũng tùy theo cái thọ tưởng hành đang có của chính mình để nó mang đi. Như vậy là chúng ta không ra khỏi từ ngàn xưa rồi. Nên là cái khổ của ngũ uẩn á, có nhiều khi chúng ta thấy không hết á, thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái ngũ uẩn là cái thân này thôi, trong cái cõi đời này thôi. Cái hưng suy của ngũ uẩn làm ta khổ, ví dụ như cái bệnh đau làm cho ta khổ, cái buồn phiền, cái khổ sở trong cõi này, cái là được mất, cái buồn thương giận ghét, tất cả những đó còn gọi là cái khổ của ngũ uẩn. Thì đương nhiên là cái khổ đó nó cũng là khổ, nhưng mà nó chỉ là một cái khổ của một cái kiếp người, của cõi người thôi. Nếu chúng ta nhìn cái ngũ uẩn nó chỉ khổ một kiếp người thôi thì chuyện đó chẳng có gì để bàn, tại vì hết kiếp người rồi nó không còn mang thân ngũ uẩn nữa, đúng không? Nhưng thực sự thì cái khổ cái vui này ở ngay tại đây. Mình đụng việc, mình khổ, mình buồn. Thì khi bỏ thân này, cái buồn khổ như bây giờ không có khác miếng nào, không có ai làm bớt mình miếng nào nha. Quý vị nhớ điều này. Cho nên trong cõi đời này mà mình không phá hết được những cái khổ của ngũ uẩn á, đụng chuyện mình phải lo lắng, mình sợ hãi, mình buồn, mình rầu, mình thao thức, mình mất ăn, mình mất ngủ bao nhiêu. Thì khi bỏ thân xác này thì những cái vốn liếng nó còn nguyên. Chúng ta tích chứa nguyên tất cả những cái điều này, không sót một miếng luôn. Còn kỹ hơn bây giờ, còn nhớ kỹ hơn bây giờ nữa. Như vậy là mỗi một cái chuyện, ví dụ như chúng ta buồn ở đây nha, buồn ở cái cõi người hiện tại này của mình ha, rồi mình có thể nói chuyện với bạn mình quên được, mình có thể mình làm chuyện gì mình quên được, mình đi coi hát, mình làm cái điều gì đó để tạm quên. Nhưng khi mà bỏ thân này rồi á, qua cái cõi giới khác á, khó mà có thể lấy cái gì có thể xen vô được. Mình nhớ tới một chuyện gì nó nhớ dai dẳng, nhớ hoài cho tới tận cùng con đó. Thì đây là cái khổ của ngũ uẩn. Đừng nghĩ rằng khổ ngũ uẩn chỉ là kiếp mình, mà khổ ngũ uẩn là muôn thuở khi nào chúng sanh chưa phá vỡ được cái thân ngũ uẩn này. Chưa có một lần ngũ uẩn dài không thì cái khổ còn triền miên trong sinh tử luân hồi. Và chính cái thân ngũ uẩn này nó sẽ tiếp nối, bỏ cái thân này nó tạo thân mới, bỏ thân này nó tìm thân mới, bỏ thân này nó tìm thân mới, mãi mãi vậy, làm cho cái dòng sinh tử luân hồi chúng ta luôn tương tục tiếp nối không tạm dừng. Đó mới là cái khổ thật sự mà Đức Phật thấy. Thật ra với cái nhìn của những người học đạo bình thường á, thì chúng ta chỉ thấy là cái thân này là khổ thôi. Nhưng mà cái khổ thân nó chỉ là sắc thân. Rồi cái khổ của tâm thức mới là cái quan trọng. Càng đi sâu vào chừng nào chúng ta càng thấy. Mà ví dụ như bây giờ trong cái chuyện mà chúng ta công phu thôi, những cái bức bách trong cái giai đoạn mà bế tắc công phu thôi, thì người đó mới thấy rằng càng bế tắc chừng nào mới càng thấy cái khổ mà gọi là cùng đường bích lối của mình á, nó trào dâng lên. Quý thầy mới thấy cái khổ đó, cái khổ thế gian không có nhầm nữa. Thất tiền, thất tình ở thế gian nó nhỏ lắm. Đến giai đoạn đó quý vị thấy mới khủng khiếp. Vì chỗ này từ xưa giờ chúng tôi ít có thấy chư tổ nào diễn tả bằng ông Ngô Thừa Ân diễn tả cái đoạn mà con khỉ nói chung bị nhốt ở trong núi Ngũ Hành Sơn. Cái cách diễn tả của ngài Ngô Thừa Ân á, thì ngài đã có một cái đoạn bức bách đó, cùng đường cục lối dùng dãy không ra, thân này á thì không biết làm sao mà bỏ nó, mà tâm thì bị bích. Diễn tả tới mức độ mà nhúc nhích lú cái đầu ra, chỉ có cái lú cái đầu ra thôi, còn toàn thân bị đè trên một cái khối đá rất là lớn của núi Ngũ Hành Sơn. Ăn thì như ăn hòn sắt nóng, mà uống như uống nước ròng sôi. Chúng ta thấy thật là dễ sợ. Khi nào chúng ta rớt vào cái trường hợp này nha, quý vị thấy mình tắt đường hết rồi, ăn không được, uống không được, ngay cả những cái món mình thích nhất ngày xưa giờ bỏ vô miệng nó giống như là gì, một cục than dục vô miệng mình như vậy đó. Nghe phỏng lưỡi, phỏng miệng, nhai không nổi, nuốt không nổi, khổ sở cực kỳ. Và nước cũng vậy, ngay cả nước cũng không uống được. Mà không phải mình bệnh, không phải bệnh, không phải lý do mình bệnh, mình ăn không nổi, mình uống không nổi, nhưng mà cái tắc của tâm thức. Đến cái lúc mà cùng đường tuyệt lộ rồi quý thị mới thấy cái khổ đau đó. Còn nói thì nói thế gian, ví dụ như mình mất bạn, mình có thể kiếm người bạn khác dễ dàng. Mất tiền mình có thể kiếm đồng tiền khác dễ dàng. Hoặc là tình cảm chúng ta mất, chúng ta cũng có thể thay đổi tình cảm khác. Dễ lắm, không có khó. Nhưng mà tắt đường công phu đó mới là cái khổ. Thế cho người nào mà đã xảy ra cái giai đoạn tắt này nè, mà chúng ta chấp nhận để tiến thủ trong công phu một cách quyết liệt để phá vỡ thân ngũ uẩn, thì người đó có khả năng. Còn mà chúng ta chỉ công phu thường thường, chúng ta tu tập thường thường, thì người ta sống mình cũng sống, người ta ăn chay mình cũng ăn chay, người ta niệm Phật mình cũng niệm Phật, người ta tọa thiền mình cũng tọa thiền, ví dụ vậy, thì Nó chỉ là lục bình trôi sông thôi, nước lên rồi mình thiền lên, nước xuống rồi thiền xuống, không giải quyết được sinh tử. Thật ra chúng ta phải công phu làm sao đó phải dùng chúng ta vào một cái đoạn đường cùng để phá vỡ sinh tử, tắt hết tất cả những cái gì mà ham muốn thế gian không phải mình muốn đâu. Đây là một điều lạ khi chúng ta dụng công đúng với chánh pháp rồi, nếu chúng ta tu tập đúng với chánh pháp của Đức Phật, nó sẽ đưa dần dần tâm thức chúng ta đến cái chỗ là gần như thế gian này hết mùi vị thật sự nha. Không phải mình muốn như vậy, nhưng mà vì cái thiết tha tìm cầu đạo lý giác ngộ giải thoát của mình tự động bị cuốn vào một cái dòng là không có gỡ ra được. Không có ngộ đạo thì không còn đường khác để sống. Cái mạng mình bây giờ chỉ còn có một chút mong manh ở giữa cuộc đời này thôi, là không có thể ghé đâu được hết. Tiền tài, vật chất, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, lúc đó nó tự động nó phá chốt, nó dục đâu mất rồi. Mình muốn quay lại quay cũng không có được. Muốn quay trở lại trần gian để sống cái kiểu của người thế gian một ngày thôi cũng sống không được, khó lắm. Thỉnh thoảng nó vẫn còn có một cái chút hương vị nào đó trong đời sống, còn không thì cuộc đời này hoàn toàn vô vị. Một hành giả tu tập gần như phải qua đoạn này, đạt tới chỗ mà cùng khổ á, thì nó sẽ đạt tới chỗ lạc của Niết Bàn. Một cái điều rất là đặc biệt, khi một hành giả đạt tới cái chỗ cùng cực này, chúng ta phải trả qua một cái giá rất là dài trong sinh tử. Vì như vậy là do giai đoạn mà một người tu tập theo đạo Phật, một người ý thức được cái việc ngũ uẩn này là khổ, là người đó đã có một chút trí tuệ giác ngộ rồi. Chứ nếu như bây giờ mình nói khổ, mình không thấy khổ là cái gì đâu. Mình không thấy. Khi mà thân đã bị bức bách, bị ràng buộc không lối thoát, tâm bị bế tắc hoàn toàn không có lối ra, gần như phía trước là mù mịt khơi ở đâu đó, là cái gì đó mình không có tìm đâu ra được. Chúng ta thử một lần, tới một chỗ thật lạ, một cái nơi hoang vắng hoàn toàn, không đèn, không trăng sao, không người thân, không bạn bè, không chỗ tựa nương, tối hù, tối đen như thế. Một lần thì chúng ta mới cảm giác cái sợ hãi, cái khổ đau đó. Nếu như tâm trạng của tất cả những người tu Phật mà chúng ta có một cái lần trong đời chúng ta thọ sợ hãi cái sinh tử, muốn thoát ra giống như vậy á, thì hy vọng là chúng ta sẽ tìm được đạo lý á. Hoặc là có một lần chúng ta này dễ thử, không cần phải đêm đen, không? Chúng ta kiếm một cái hồ nước, chúng ta lặn xuống dưới, đừng có thèm nổi lên. Lặn sâu dưới đừng có thèm nổi lên. Tới một lúc mà nó thực sự nó ngộp rồi đó, cái đoạn mà thực sự ngộp của chính mình đó, mình mới thấy cái cần thiết là nổi cái đầu lên mặt nước. Đó là cái chuyện duy nhất, không còn chuyện thứ hai để chúng ta làm. Thì khi nào mà cái tâm mà tìm cầu đạo lý giác ngộ giải thoát chúng ta nó bằng cái lúc mà chúng ta bị ngập chìm trong nước, muốn ngấp cái mũi mình lên chút để mình thở một cái. Thì lúc đó là cái tâm lực tu tập chúng ta mới dũng mạnh. Khi nào mà cái tâm lực tu tập chỉ còn có việc duy nhất như vậy đó, thì hy vọng mới phá vỡ cái khổ của ngũ uẩn này. Còn nói gì thì nói, chúng ta còn lơ tơ mơ lắm. Chúng ta dùng cái từ là lơ tơ mơ, không? Nóng thì được hâm nóng qua một bài pháp, qua quyển kinh, qua sự nhắc nhở của vị nào đó. Thì tối đó có khi mình cũng ngồi thiền, hoặc là ngày đó mình cũng ăn chay, hoặc đó mình cũng gắng nhịn ngày hay gì đó, rồi qua hôm sau cái cũng lạnh trở lại. Cuộc đời nó sẽ đủ sức để nó hút chúng ta trở lại. Những cái mời gọi của thế gian mãnh liệt hơn là cái tâm tìm cầu chân lý của chính mình. Có những người bỏ công, bỏ thời gian của gia đình này nọ kia. Chúng ta nghĩ là một ngày trong chùa chúng ta tu tập, nhưng mà trong một ngày này chúng ta không vận dụng hết tất cả những cái vốn liếng tu tập cho mình trong một ngày. Chúng ta vẫn buông lời, chúng ta vẫn bỏ qua, chúng ta vẫn nghĩ ngợi những cái chuyện để mà chúng ta tiếp tục sự dướng mắt. Chứ không bao giờ chúng ta sẽ bỏ hết, chúng ta buông hết. Ví dụ như một ngày hôm nay chúng ta ở chùa, ha, nếu chúng ta vận dụng cho đúng Phật Pháp đó, từ khi chúng ta bước chân tới cổng chùa là mọi chuyện trần gian ở ngoài cổng hết, không có mang vô đó không này. Và chúng ta thả lỏng cuộc đời, tại vì ở đây nó không phải là chỗ nguy hiểm người ta có thể chém giết mình, nhưng đâu có chuyện đó đâu. Trong những cái phút giây mà chúng ta đang ngồi đây, nó hoàn toàn không có chuyện nguy hiểm. Nó chỉ còn có cái chuyện duy nhất là chúng ta phá vỡ sinh tử thôi, chứ không có chuyện khác để chúng ta làm. Nhưng mà nếu chúng ta không chịu như vậy thì chúng ta sẽ lôi cái chuyện của gia đình mình ra để mình nghĩ, không? Hoặc là chúng ta kêu bạn bè để chúng ta tâm sự, chúng ta nói chuyện, hoặc là có một cái gì đó riêng tư mà chúng ta cho rằng nó quan trọng hơn cái chân lý mình đang tìm, thì mình sẽ làm mất đi cái công phu mà một ngày mình dành ở đây. Nhưng ít có người biết tận dụng điều này, hiếm lắm. Thật ra khi mà chúng ta ngồi ở một cái góc nào thanh vắng, chúng ta không chịu trở lại với con người thật của mình. Chúng ta cứ đào nặng trong đầu mình, hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện kia tới chuyện nọ, để mình tự khuấy động, tự làm mình bất an. Vì vậy chúng ta người mà gọi là người biết sống á, gọi là người biết sống một mình. Biết sống một mình thì như Đức Phật dạy là chúng ta không có tìm cầu quá khứ, chúng ta không vọng hướng tương lai, và chúng ta chỉ biết sống với cái pháp hiện tại thôi. Thì trí tuệ nghi ở chỗ mà cái hiện tiền này nè, chúng ta phải như thật mà phải biết nó. Nhưng mà ít có người nào biết sống như vậy lắm. Chúng ta chỉ sống cho cái gì á, sống cho tương lai, chúng ta sẽ sống về quá khứ, chúng ta nghĩ là chúng ta sống cho cộng đồng, chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ làm được cái gì đó nó đẹp, nó hay. Cái đầu chúng ta luôn luôn là chúng ta sẽ dễ dời để cho mình được sống trong những cái khoảnh khắc không gian không cần thiết, làm cho mất thời gian ở cuộc đời, mất cái sự sống bình an của chính mình, mất đi những cái khoảnh khắc vàng trong đời này của mình, cho nên chúng ta bị lẫn quẩn khổ tiếp tục. Và cái tác động của hành ấm nó luôn luôn vận hành, nó sẽ tạo những cái duyên này rồi kết nối duyên kia để chúng ta cứ mãi bị động. Và cái cuối cùng trong cái bài đó là Đức Phật nói tới cái không có cái vui nào bằng cái vui Niết Bàn á. Từ xưa tới giờ người học Phật cứ nghĩ Niết Bàn là gì? Là được gọi là dùng cái từ là nhập Niết Bàn. Là khi tưởng mình chết mình mới biết cái chuyện đó. Hoặc là chúng ta ngồi ghét vào một chỗ để chúng ta nhập định gì đó thì mới được là cái vui cái Niết Bàn. Học đạo kiểu đó thì đạo Phật chẳng còn có cái giá trị gì trong đời này đâu. Chúng ta phải hiểu Niết Bàn lại một cái gì đó nó hết sức sống động. Chúng ta phải thấy được cái thường tại Niết Bàn. Và mỗi người mà ngộ chân lý rồi thì họ đã ở trong cảnh giới Niết Bàn này, để họ đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, động tịnh đều là hiển lộ Niết Bàn, chứ không phải là ngập Niết Bàn, chết lặng. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Bây giờ là Niết Bàn của đạo Phật là một sức sống, một sự sống được con người đạt tới trải nghiệm, chứ không phải là chỉ nhập rồi chết luôn ở trong đó, không phải như vậy. Không phải Niết Bàn là một cảnh giới chết lặng, khao khi dứt hết những cái mầm móng sinh tử rồi cái tự nhiên cái mình nhập Niết Bàn, cái mình đi luôn. Đạo Phật vậy không hay. Chúng ta phải làm sao thấy được cái Niết Bàn thực tại của đạo Phật. Nó luôn luôn sống động hiện tiền từng khoảnh khắc một giữa trần gian này. Nếu chúng ta biết tiếp nhận Niết Bàn đó thì cái sự sống chúng ta mãnh liệt, để chúng ta luôn luôn sống được một cái sự an lạc không thể diễn tả được, khi vắng bóng tất cả những cái tham sân si và phiền muộn của chính mình. Nếu người nào mà có tu, có những cái khoảnh khắc thật sự xảy ra trong đời chúng ta mà nó tạm lắng dịu cái tham sân, tạm lắng thôi, chúng tôi dùng cái từ tạm lắng thôi, thì quý vị sẽ có một cái cảm giác gì? Tự nhiên cái đời mình nó lạ lắm, nó nhẹ lạ lắm, nó yên ổn, nó an lạc lạ thường lắm. Và nếu như nó lắng nhiều thì cái an lạc càng nhiều hơn, nó lắng càng nhiều thì cái an lạc càng sâu hơn. Và khi mà chúng ta đã phá sạch hết tất cả những phiền muộn khổ đau trong tâm mình rồi đó, thì như một người trút gánh nặng ngàn cân thực sự. Lúc đó mình sống giữa đời này như một cái người mà hoàn toàn không có trọng lượng. Cái an vui đó không thể dùng ngôn ngữ thế gian, dùng cái đầu thế gian mà có thể hiểu được nó. Đó là Niết Bàn thực, chứ không phải là một cảnh giới do chúng ta phải nhập định chúng ta mới ngồi, mới chiêm nghiệm được Niết Bàn đó. Không phải chúng ta bỏ cái thân xác này rồi mới được nhập trong cảnh giới đó. Không phải như những người ngoại đạo nói cái chuyện Niết Bàn của đạo Phật giống như bó cỏ treo trước đầu con ngựa, để con ngựa lôi nguyên cái xe nặng phía sau, thấy bó cỏ rước gán chạy để có thể cắn được cái bó cỏ để mà ăn, mà chạy hoài không thể cắn được. Niết Bàn không phải là cái miếng mồi nhữ giống như vậy, mà Niết Bàn là một cái gì rất là thực tại sống động hiện tiền trong từng khoảnh khắc của vũ trụ này. Con người chúng ta đang luôn ở trong cảnh giới đó mà mình không tiếp nhận được, không thể ngộ được, không hòa nhập được, để rồi mình bị sống bất an, chứ không phải Niết Bàn là một cái gì một chút nữa, hoàn toàn không có chuyện này. Như vậy mà cái nguồn vui vô tận của một người mà thâm nhập đạo lý, thâm nhập chân lý để họ hưởng được cái phúc lạc Niết Bàn này á, thì cái thế gian này không thể đổi với họ được một giây trong cảnh giới đó nữa. Họ có thể trải qua hàng tỷ kiếp sống trong hạnh phúc của trần gian, nhưng cũng không thể đổi được một mảy may nhỏ của một người hưởng được cái phúc lạc của Niết Bàn. Không thể có thể so sánh được. Thật ra Đức Phật, chính Đức Phật đã ở trong cảnh giới này, cho nên Đức Phật mới nói là không có cái vui nào so sánh được với cái vui Niết Bàn hết đó. Thì Đức Phật có một lần Đức Phật ngẫu hứng nói một bài đó: không bệnh là lợi tối thắng, Niết Bàn là lạc tối thắng, bát chánh đường duy nhất đến bình an bất tử. Tức là Đức Phật nói tới cái chuyện thân á, không bệnh thì không có cái lợi nào bằng rồi. Sống giữa trần gian này mà cái thân ít bệnh tật thì đã là một cái lợi lớn rồi, đúng không? Mà thân hoàn toàn không bệnh tật thì không có cái lợi nào có thể so sánh được. Chứ không phải cái lợi là chúng ta có tiền, chúng ta có đầy đủ phương tiện cuộc sống này. Đối với Đức Phật, chuyện đó không phải là cái chuyện lợi lớn của con người, mà chuyện lợi lớn của con người là không bệnh. Đó là nguồn vô tận của loài người có thể hưởng được. Nhưng cái phúc lợi đó nó không bằng cái lợi của Niết Bàn. Cái lạc của Niết Bàn là tối thắng, tối thượng, không ai có thể so sánh được. Và từ xưa giờ á, chúng ta hậu đạo thông thường chúng ta cứ quan niệm Niết Bàn là một cái gì nó ở ngoài cái cõi giới loài người này. Và chỉ có những người chứng đắc đạo quả rồi sau khi chết họ nhập, gọi là nhập vô dư y Niết Bàn. Trên thưa không phải tới khi chết. Nếu tới khi chết thì thực sự đạo Phật không có giá trị gì đâu. Càng học sâu vào đạo Phật chừng nào chúng ta thấy cái Niết Bàn là một cái gì nữa gần gũi. Càng học sâu nữa chúng ta thấy càng thân cận được. Càng học sâu trong đạo Phật, càng công phu nhiều, chúng ta thấy Niết Bàn nó là một cái gì rất là thực tại, nó hiện tiền, chứ nó không phải là một cái gì một chút nữa. Nếu ai biết hưởng thụ được cái phút chốc hiện tiền này là người đó đang hưởng Niết Bàn. Một cái phút chốc hiện tiền này chúng ta không gặp gỡ, không nắm bắt, không hòa nhập được thì chúng ta bỏ qua cảnh giới Niết Bàn mà chư Phật muốn nói. Thành ra chúng ta không phải phấn đấu, chúng ta không phải cố gắng, chúng ta không phải gò ép thân xác này, không gò ép thân tâm này, và không đi vào bất kỳ một cái cảnh giới nào khác. Chúng ta chỉ cần không có đi vào cảnh giới của tâm thức, không đắm mê, không chấp trước trong những cảnh giới tâm thức mình vẫn có. Mình đừng có buồn, đừng có thương, đừng có giận, đừng có ghét, đừng có nhớ nhung. Tất cả những cái đó chúng ta không đi vào nữa. Chúng ta hãy thôi dứt những cái chuyện đó đi. Chúng ta dừng lại tất cả những cái kiểu tâm thức mà chúng ta đã có từ trước đến giờ. Và chúng ta phải thấy thực sự những cái đó là cái lỗi lầm của cuộc đời mình. Bây giờ mình không chấp nhận để mình tiếp tục những cái chuyện đó nữa. Những cái riêng tư chấp trước của thân, cái bảo thủ mình là ai, mình là cái gì, mình đang ở cái vị trí nào, mình đang chuẩn bị thành cái gì, hoặc là bại cái gì, tất cả những cái đó chúng ta thôi dứt hết một phen đi. Khi những cái đó mà nó rời mình được thì cái điều đầu tiên dứt phát là chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng, an lạc. Đó chưa nói tới cái sâu, nhưng mà được như vậy chúng ta đã cảm giác nhẹ nhàng, an lạc rồi. Mà khi mà chúng ta thực sự mất hết những cái điều này ở tâm thức thì lúc đó quý vị mới sẽ thấy được cái phúc lạc vô biên vô tận nó diễn ra. Và một điều kỳ lạ là khi mọi người đã nhập trong cảnh giới đó rồi á thì cái phúc lạc bắt đầu trào dâng đến mức độ mà không dùng ngôn ngữ diễn tả được. Nó phủ khắp cuộc đời chúng ta, không phải trong đời này mà mãi mãi những kiếp về sau chúng ta không thể ra được. Phải sống an lạc, phóng phúc lạc một cách toàn triệt nếu mọi người đã triệt ngộ chân lý. Không có cái chuyện có thể khổ giống như mình hồi xưa được nữa. Giống như người giật mình thức giấc rồi, không có cái chuyện bị khổ trong cái chim bao, không có nói mớ, không có bị ma rượt quỷ bắt gì ở trong chim bao nữa hết. Chúng ta là người thức rồi, hoàn toàn ra khỏi cảnh giới mộng mị của trần gian rồi. Thì thoát khỏi cơn mộng chúng ta mới thấy là cái giấc mộng hồi nãy không thật. Nhưng khi chúng ta chưa ra khỏi cái giấc mộng của trần gian này thì chúng ta nói gì thì nói, chúng ta vẫn thấy nó thật. Thấy cái thân này nó khổ thật. Bình thường chúng ta không thấy nó khổ đâu, nhưng ngồi tại đây chúng ta không bệnh tật thì không thấy nó khổ đâu. Giờ bắt đầu cái răng nó bị sâu ăn cái đầu nó bắt đầu nó nhức, là lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng mang thân này nó khổ. Hoặc là tự nhiên mình đi mà dẫm vào chiếc gai nhọn mà gai độc cái nữa, bắt đầu cái chỗ đó nó ung, nó thúi từ từ ra, chúng ta lúc đó mới thấy nó khổ. Đó là cái điều mà chúng ta thấy cái khổ của thân. Bình thường chúng ta thấy không có gì hết đó. Nhưng những người mà đạt được cảnh giới Niết Bàn này rồi á, đối với vị gặp mấy chuyện đó họ khổ không? Họ thấy rất rõ về cái đau của thân, nhưng mà nói về khổ về thân là chuyện đó hoàn toàn tắt mất. Đó là cái con người được hưởng cái phúc lạc đó. Và hơn nữa thì họ không có thể gặp những cái hoàn cảnh bất trắc giống như người phàm. Khi mà mọi người triệt ngộ rồi á, thì trong cái thân họ đi, họ rất là kỹ lưỡng, không có đến đổi phải bị lâm dấp vào hoạn nạn, hiếm lắm. Và khi mọi người mà ngộ đạo rồi thì cái tâm thức họ không bị vướng động để họ bị tắc và không thể đi sâu vào bệnh tật, khó lắm. Thành ra khi mà hưởng Niết Bàn rồi thì họ có thể điều khiển được thân tâm của họ theo ý muốn. Một người triệt ngộ họ sẽ làm được điều này. Họ muốn sống, họ kéo dài sự sống, họ muốn chết thì họ sẽ thể cắt ngang cái sự chết này, sự sống này liền. Họ thừa sức đó. Và những người nào mà có ngộ đạo, họ thấy được cái khả năng đó của chính mình thì mới được gọi là mới hưởng được cái niềm vui Niết Bàn ở trong cái trần thế này. Mình á, nghe diễn tả cảnh giới Phật đẹp này kia nọ đủ thứ hết. Mình mơ mộng, mình nghĩ là cái cảnh giới Niết Bàn của Phật đẹp, cho nên mình muốn tu, mình muốn quay về đó. Nhưng khi mọi người triệt ngộ thì ngay tại đây họ thấy những cái đẹp đẽ của những cái cảnh sắc hiện tiền này, những cái vật xung quanh này không khác gì cái cách diễn tả cảnh giới của Đức Phật A Di Đà hoặc là chư Phật nào đó, không khác nhau. Vì vậy là khi mọi người tu tập mà nhận ra được cái Phật cảnh giới của chính mình rồi thì cùng cảnh giới chư Phật mười phương không khác một mảy may. Thì lúc đó chúng ta mới thấy cái phúc lạc vô biên, chứ nếu không chúng ta không thấy. Thật ra khi mà mọi người tu tập, đừng bao giờ chúng ta còn cái quan niệm là mình sẽ tu rồi mình sẽ chứng được Niết Bàn, rồi mình sẽ bỏ cái thân mạng này rồi mình nhập trong một cảnh giới nào đó. Không có. Cảnh giới đó là những cái gì ngay tại đây. Chúng ta đang bị một màn che gì đó của nghiệp tập. Chúng ta chưa có tháo cái bức màn thấy lộn xộn của mình ra, không? Khi mà chúng ta tháo bức màn nó ra rồi, chân trời rộng mở để chúng ta thấy rõ ràng Niết Bàn không ở đâu hết, mà là những cái chuyện sinh hoạt đời sống của tất cả chúng sanh trong cõi giới mười phương này. Luôn luôn hiện hữu cảnh giới đó. Thấy đúng là tự động đạt tới cảnh giới phúc lạc an vui của Niết Bàn. Thấy sai là tự động chúng ta bị lộn xộn trong sinh tử trầm luân sắp tới. Chỉ khác nhau ở chỗ cái thấy khác, chứ không phải là đi cõi giới khác. Mà khi chúng ta chuyển cái tâm thức chúng ta qua một cõi giới mới, chúng ta mới thấy được cái chuyện mới. Khi cái tâm chúng ta tương đồng cảnh giới Niết Bàn, chúng ta mới thấy được Niết Bàn. Còn nếu tâm chúng ta còn một tí xíu phàm phu là cái chuyện chúng ta vẫn lẫn quẩn trong cái cõi này, chứ cũng không đi đâu, không về đâu. Bài 203. Đói là chứng bệnh lớn, vô thường là nỗi khổ lớn. Biết được đúng như thế, đạt đến Niết Bàn vui tối thượng. Có phải cái đói là cái chứng bệnh lớn của mình không? Chúng ta ngày nào cũng có ăn á, và đủ ăn chúng ta thấy chuyện này nó thường lắm, thường lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu bỏ những cái món mình đang thèm. Không? Những món nào mà khoái khẩu nhất, mình ăn đó mình cảm thấy ngon nhất, rồi bắt đầu chúng ta bắt đầu từ giã nó lần lần đi. Thì chúng ta từ từ mới thấy rõ ràng là cái đói là một bệnh lớn. Cho nên trong ngũ dục tài sắc danh thực thì cái thực nó rất là mạnh. Ai ở đây có kinh nghiệm đã từng ăn số 7 lần đầu, tức là ăn không vào lúc mới mè để rồi không còn được ăn cái gì nữa. Tới tuần thứ 2, thứ 3 đã lên rồi mới thấy là đói là đúng là một mãnh lực. Một mãnh lực mà chúng ta không thể kiềm chế. Cái gì có thể kiềm chế được mà cái dục của ăn rất khó kiềm chế. Chúng ta phải nói như vậy. Thật ra mà chúng ta vượt qua được cái dục của ăn uống là một căn cơ lớn. Chúng ta phải nói như vậy, chứ không phải bỏ hết tất cả cái gì xung quanh không cần. Bỏ hết cái thèm ăn mình đã là một căn cơ lớn rồi. Thật ra cái cách ăn ở lướt với mè cũng coi cái căn cơ của chúng ta. Mình phải nói câu như vậy, coi căn cơ chúng ta thuộc cái dạng, thuộc cái tầm cỡ nào. Quý vị thấy ví dụ như mình nhịn ăn á, thì nó chỉ hoành hành trong 4 ngày thôi. Tức là đói mà lã người ở ngày thứ nhất qua ngày thứ hai, vừa đói mà vừa thèm qua ngày thứ hai, dữ lắm là tới ngày thứ ba, giật mình cái nữa là ngày thứ tư, qua rồi là thôi hết. Tại vì từ đầu khi mà vào cái phương pháp này rồi thì giống như mình cài cái đầu của mình là mình sẽ nhịn đói rồi. Có nghĩa là không ăn nữa cái gì rồi. Không ăn thì không ăn luôn, nó sẽ không thèm trong vòng 4 ngày. Nhưng mà cái này được ăn mà không ăn được những món ăn cần thiết. Trời, cái chuyện đó mới là vui. Tại vì cái người mà nhịn ăn quý vị biết không, thì họ cũng thanh lọc cơ thể của họ. Nhưng mà trong lúc nhịn ăn á thì chính cơ thể nó tiêu hao năng lượng đi. Khi cơ thể nó điều tiết được để nó tiêu hao những năng lượng thừa, nó đang sử dụng những năng lượng thừa, nó sẽ không phát tiết cái sự thèm thuồng. Nhưng lần này mình nạp năng lượng mới, và năng lượng mới này nó làm cho cơ thể trong sạch quá, nó làm mạnh lên nội tạng, nó làm hưng khởi sự hoạt động của cơ quan nội tạng lên, khiến cho chúng ta tăng cái khẩu vị ăn uống lên. Cái khẩu vị được ăn uống thay vì trước kia mình bệnh mình chán ăn lắm, nhìn thức ăn cái gì mình cũng ngán, tại nó bệnh rồi mà khẩu vị nó không còn ngon lành như ngày nào nữa. Nhưng mà ăn gạo lứt muối mèo thời gian nó gọi là khôi phục lại được khẩu vị của mình. Trời ơi, nhan hộp cơm lứt thấy nó ngon, thiệt là ngon. Thì mình nghĩ là những cái món mà ngon ngày xưa nó còn ngon nữa. Bắt đầu mình có cái tưởng tượng đó. Rồi cái tưởng tượng nó càng lúc nó còn vẽ ra từng món một. Món này nó ngon kiểu này, món kia ngon kiểu kia. Nhưng mà cái thèm gì nó có thể qua được, nhưng mà thèm ăn khó vượt qua. Vì sao? Nó chi phối mình từng khoảnh khắc một. Một điều rất lạ là cái thèm ăn nó không dừng. Thì rõ ràng Đức Phật khám bệnh của mình á, gọi là bậc đại y vương khám bệnh cho chúng sanh đó. Cái đói là cái bệnh lớn nhất. Không có bệnh nào bằng bệnh đói. Đây là một câu nói phải nói là thật sự trí tuệ. Một bậc giác ngộ mới nói một câu rất là đặc biệt như thế này. Phải nói vậy, chỉ có trí tuệ Đức Phật mới thấy là cái bệnh lớn nhất của loài người là bệnh đói. Chúng ta đã từng coi phim, coi truyện trong lịch sử loài người rồi á. Chúng ta thấy mà một gia đình, chúng tôi được nghe kể là mấy người bị ở tù á. Ở tù thì luôn luôn thiếu đói. Bữa đó giành với nhau cái vỏ chuối. Vậy mà đánh chết mấy người. Giành cái vỏ chuối để ăn chứ không phải là được ăn cơm ấy. Tại đói quá, nhiều ngày đói quá rồi. Thì bữa đó có một cái ông đại ca được lụm vỏ chuối đó, đánh chết mấy người kia. Người đại ca được lụm vỏ chuối đó. Thằng nhỏ bị đánh đau lắm. Và ổng cũng ăn nhín, ăn không hết vỏ chuối để dành. Tại đói quá mà vỏ chuối còn phải để dành qua ăn một vài lần nữa mới hết. Một chú bé mới có 10 mấy tuổi, chưa đầy 20 tuổi. Đói quá chịu không còn nổi nữa rồi. Mà trong tù thì không có vũ khí để có thể giết người được. Mà ông kia là một đại ca thì cũng không thể dễ gì giết không. Vậy đó mà nó ngồi nó nghiệm tới nghiệm lui. Cái bữa ăn đó nó giấu lại một chiếc đũa. Đợi ông vừa ngủ nó đâm đúng lỗ tai ông chết. Để giật cái vỏ chuối ăn thôi. Chúng ta mới thấy là cái cơn đói nó tới như vậy. Còn cái chuyện mà đói để mà cha giết con, rồi vợ giết chồng, mà ăn thịt con rồi nó là nhiều lắm đúng không? Những người mà đã từng vượt biên đi qua nước ngoài, họ về họ kể những cái chuyện mà phải ăn thịt với nhau á, thì chúng ta mới thấy cái cảnh đó. Trước khi mà đói rồi thì chuyện gì người ta cũng có thể làm. Một người hết sức trung thành với thầy tổ rồi bị nhốt một thời gian mà quên không cho ăn, không cho uống rồi á ha. Tới mức độ mà đói, đồ ăn thì đưa trước mặt mà không được ăn á. Thì chuyện gì cũng có kể khai hết. Thậm chí cái chuyện gì cũng có thể làm để được mình no bụng. Khi đó thì mọi chuyện có thể xảy ra. Chuyện mà mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm, nhưng mà đói rồi họ sẽ làm. Thành ra cái đói rõ ràng là một cơn bệnh lớn. Cho nên bệnh nan y lớn nhất là bệnh đói, chứ không phải là bệnh ung thư. Nói với Đức Phật là Đức Phật khám đúng cái bệnh của tất cả chúng sanh. Rõ ràng đói là bệnh lớn nhất. Chứ còn bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, thậm chí cái bệnh sida giờ nó cũng chẳng có cái gì là lớn. không có lớn. Đối với những người hiểu biết thì những cái chứng bệnh này không lớn. Vô thường là nỗi khổ lớn nhất. Đối với những người chưa có trí tuệ giác ngộ á, thì rõ ràng là vô thường là nỗi khổ. Ví dụ như mình cả đời của mình chăm lo cái cơ thể này, mình cho nó ăn ngon, mình cho nó mặc đẹp, mình cho cái thân thể này nó ngủ yên. Nhưng mà một cái hy vọng lớn nhất của mình là gì? Mình cho nó khỏe thôi. Nhưng mà nay đi kiểm tra sức khỏe là thấy cái bệnh án ung thư giai đoạn cuối. Khổ không? Đấy, lúc đó là bắt đầu về cái gì cũng có thể bán và cái sự đau khổ xảy ra. Nhưng cái đó chưa đâu. Thì cái người mà thân thiết nhất cuộc đời của mình bây giờ họ thay đổi, họ không thương mình nữa. Khổ không? Khổ. Bất kỳ một cái sự thay đổi nào nó cũng là sự thay đổi. Nhưng mà nếu như một người mà hiểu về vô thường, gọi là ngộ cái chân lý vô thường, thì nó là một cái chuyện khác. Nhưng ở đây mình nói theo cái chiều nhìn của cái người mà chưa hiểu biết đạo lý, thì bất kỳ một sự thay đổi nào với chính họ cũng là nỗi khổ. Khổ từ cái thân này, từ khỏe cho tới cái bệnh tật, rồi bệnh tật cho tới cái mất mát chết chóc. Bây giờ nhìn ở ngoài, bây giờ nói tới cái chuyện ngoài thân đi. Cả đời của mình gây dựng được một cái sự nghiệp, trong một thoáng chốc họ lấy mình không còn cái gì, trắng tay. Trắng tay chưa tha mình nữa, còn phải đài đọa mình phục dịch trở lại cho họ nữa. Lúc đó chúng ta mới thấy cái khổ. Người nghèo mà thay đổi để vô thường mà thành người giàu á thì quá tốt rồi, đúng không? Nhưng mà người giàu bị vô thường trở thành một người ở đợ á thì khó nếm nổi cái mùi này lắm. Khó nếm. Chúng ta đi đâu kẻ hầu người hạ, không? Ai cũng cung phụng, ai cũng lo lắng mình hết. Tự nhiên thay đổi một cái rồi là mình trắng tay, mình không có tiền. Mình phải dùng cái thân mạng của mình cực nhọc để tạo ra được đồng tiền. Để mà đồng tiền mình làm ra được rồi mình không được xài nữa chứ. Thì đó là nỗi khổ. Thật ra thay đổi cái vô thường từ cái thân này cho tới cái tâm này, cho tới cái hoàn cảnh, bất kỳ một sự thay đổi nào cũng làm cho chúng ta khổ đau. Mà khi chúng ta đã hiểu được điều này rồi, Đức Phật nói là người nào mà thấy được cái điều này một cách tường tận thì người đó cũng tạm được gọi là người có trí tuệ, có sự hiểu biết. Như vậy là chúng ta mới thấy rằng trong tất cả những cái bài vô thường, ở đây chúng tôi không nói lại nhiều, nhưng mà các bài vô thường chúng ta giảng rất là nhiều. Trong Bát Đại Nhân Giác, trong Tam Pháp Ấn chúng ta đã giảng rất là nhiều rồi. Ngược lại, cái người mà ngộ lý vô thường, để có họ có thể ứng dụng cái lý vô thường đó đi vào đời sống thì cái hạnh phúc vô biên. Hồi chưa ngộ lý vô thường thì chúng ta thấy cái thân này là thiệt, cái tâm này là thiệt, cái hoàn cảnh này là thiệt, để rồi mình phải khổ trong cái còn, cái mất, phải không? Nhưng khi mà chúng ta đã ngộ lý vô thường rồi á, ngộ cho tận cùng lý vô thường thì giống như sáng mình nói là gì? Đạt tới cái trí tuệ mà giống như các pháp vô trụ, giống như dịch vậy đó. Thì đương nhiên là chúng ta thấy mỗi phút mỗi mời. Thì chúng ta thâm nhập trong cái chúng ta đang đứng cái chỗ thường vô thường đó, để chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể nhìn, chúng ta có thể ngắm nghía cái sự vô thường của trần gian này, chúng ta có thể tận hưởng được những cái thay đổi của thế cuộc này, thì lại là hạnh phúc vô biên. Nhưng khi chúng ta còn thấy thật mọi điều thì khổ đau cùng tận, không có lối thoát. Vì trong Tam Pháp Ấn là vô thường, rồi cái tới cái khổ, tới cái vô ngã. Nhưng trong cái Tam Pháp Ấn chúng tôi có nói lại rồi nha. Không phải do vô thường mà khổ, không phải do khổ đạt tới cảnh giới vô ngã. Bây giờ nếu nói theo vô thường thì bị khổ, mà bị khổ rồi mới thành vô ngã, thì nó không phải là cái thứ tự như vậy. Nhưng Đức Phật muốn nói lên cái sự thật của cái vô thường, cái sự thật của cái khổ trần gian này, và cái sự thật của cái niết bàn. Khi nào mà tất cả những cái bài giảng liên quan tới giáo lý của Đức Phật mà có mang ba cái dấu ấn này, gọi là Tam Pháp Ấn, có nghĩa là ba cái dấu ấn, chứ không phải ấn một cái gồm ba cái, đúng không? Tức là vô thường là chuyện của vô thường, cái khổ là cái chuyện của khổ, và cái niết bàn, cái vô ngã là cái một cái riêng của vô ngã. Thì người nào mà đủ trí tuệ để thấy rõ vô thường, người nào đủ trí tuệ để thấy cái khổ, và người nào đủ trí tuệ để thâm nhập trong cảnh giới vô ngã, thì người đó ngộ đạo. Và thế gian này, tất cả những kinh điển diễn thuyết của Đức Phật, những cái bài kinh của Đức Phật nói, hoặc là chư Tăng nói, hoặc là chúng ta học ở đâu đó trong giáo lý của Đức Phật, những người đại diện cho chư Phật để nói về Phật Pháp, mà ra khỏi ba điều này thì không phải là chân lý. Ý Đức Phật muốn nói về ba dấu ấn này, giống như ba cái mọc đóng vậy đó. Giống như cơ quan thì có hai ba loại cơ quan, không phải là một cơ quan là một cái, mỗi một cơ quan là một cái dấu, thì vô thường nó là một dấu ấn. Khi mà tâm thức chúng ta thể ngộ được điều này thì một người ngộ lý vô thường cũng có thể chứng quả thánh hiền. Một người thấy rõ được cái khổ của trần gian này cũng thoát đi cái lầm mê sinh tử. Một người mà ngộ được cái vô ngã thì cũng chứng quả thánh hiền. Nó thành ra là ba cái này là ba cái sự thật diễn ra trong tam giới này. Khổ với một người không nhận ra chân lý, và vui với một người đã nhận ra chân lý. Ngay cái vô thường này thôi, khi chúng ta còn lầm thấy thân này là thiệt, tâm này là thiệt, cảnh giới này là thiệt rồi, thì đụng cái gì với mình cũng là khổ hết. Tại vì không có phút giây nào cái nào nó tạm dừng cả. Cái thân cũng luôn luôn thay đổi biến chuyển, và cái tâm cũng luôn luôn thay đổi biến chuyển, và cảnh giới bên ngoài cũng luôn luôn thay đổi biến chuyển. Nếu mình có phước thì cái thân mình nó sẽ ít bệnh hơn người khác, thì mình cảm thấy mình yên yên hơn người khác. Người kém phước thì cái thân bệnh hoài, thì cái khổ của thân không là cũng đủ hết đời mình rồi. Rồi cái chuyện rắc rối cũng vậy, nếu chúng ta khéo tu một chút thì chuyện bình yên, những cái suy nghĩ chúng ta theo cái chiều thuận, nó đúng để cho cái suy nghĩ của mình nó ít có bị rắc rối, ít gặp phiền muộn. Nếu người không biết tu, nghĩ đâu bị dính đó, bị dính đâu rồi khổ đó. Rồi hoàn cảnh cũng vậy, nếu chúng ta có phước báo, chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh mình từ xấu thành tốt. Nhưng người mà gọi là bị mất phước rồi á, cái phước báo nó tuột đến mức độ mất rồi, thì họ không có giữ được vị trí đứng của họ. Họ tự động họ bị đẩy vào những hoàn cảnh bế tắc của cuộc đời. Đang làm ăn ngon lành vậy đó, khi phước mình nó hết do một công việc gì mình làm bị tổn phước lành rồi, một cái chữ ký của chúng ta trong một hợp đồng gọi là tan nhà nát cửa. Một cái quyết định chúng ta sai thôi là cả đời còn lại phải khổ sở. Hoặc là nó sẽ rớt từ từ, làm đây rớt đây mãn, làm kia rớt kia mãn, làm chỗ nọ rớt chỗ nọ mãn. Không có lợi mình, không có lợi người, mà còn hao tài tốn của, dần già rồi mình cũng hết tiền hết của, rồi mình sẽ bị đau khổ trong cái thay đổi hoàn cảnh của đời sống. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên có phước thì nó sẽ chuyển chúng ta theo cái chiều hướng thăng hoa, để mỗi ngày cuộc đời chúng ta được bình an hơn, tâm chúng ta an lạc hơn, hoàn cảnh chúng ta dễ dàng, thoải mái, đầy đủ hơn. Còn ngược lại, mọi người thiếu phước rồi là nó đi bắt đầu thân bệnh, tâm bất an, hoàn cảnh sa sút. Đó là cái mà khổ do thay đổi của vô thường. Nói thì vậy là nếu mà mọi người mà hiểu biết đúng, nhưng mà chân lý thì mấy người có thể hiểu được, vô thường có mấy người nắm bắt được. Vô thường là không khổ. Với chúng ta học đạo từ trước đến giờ, chúng ta nói là vô thường là khổ. Thường thường nghe nói tới chữ hai chữ vô thường là người ta đã có cái gì đó khổ theo đó rồi. Ví dụ như bây giờ là nhiều Phật tử đó, bây giờ mình không thấy là vô thường đâu, mình hít vô thở ra mình thấy nó là thường lắm, mà không thấy nó vô thường đâu. Đó, hồi cái bên mình người thân mình, anh chị bà con cô bác dòng họ gì mà mình thương quý nhất, tự nhiên họ ngã ra cái đùng họ chết, cái nó thưa thầy gia đình con gặp hoàn cảnh vô thường rồi, cha con cũng chết rồi. Đâu phải tới giờ ông mới chết đâu, ông chết từ mấy chục năm nay tới giờ mới kết thúc. Ông chết từ khoảnh khắc chứ không phải đợi tới giờ mới ngã ra chết. Nhưng mình không thấy người ta chết lần chết mòn trong cái cuộc sống này. Cái gì thay đổi của vô thường nó thay đổi từ yếu cho tới mạnh, từ mạnh cho tới yếu, thì sự thay đổi đó chúng ta phải chấp nhận, đó là một cái sự thật đang diễn ra trong dòng sống này, nó không thể tạm dừng. Mà hồi trước mình định nghĩa vô thường là gì? Là chân lý. Vô thường là một sự sống, nó luôn luôn sống động để nó thay cũ đổi mới, nó thay đổi vị trí trong đời sống này. Đó là vô thường. Vì vậy là khi chúng ta hiểu vô thường rồi thì chúng ta sẽ không còn bị khổ. Nhưng mà người không hiểu vô thường thì là một khổ lớn trong trần gian này. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong cuộc đời chúng ta theo chiều mà nghịch, theo chiều nghịch, vượt ngoài cái tính toán của mình, vượt ngoài cái tầm nắm tầm với của mình, thì đều làm cho chúng ta đau khổ. Thay đổi về thân xác cũng vậy, thay đổi về tâm hồn cũng vậy, thay đổi về sự ngoại giao của xã hội cũng vậy, về bạn bè, cha mẹ, anh em của mình, thay đổi sự nghiệp làm ăn, thay đổi chốn ở, vân vân. Tất cả những cái thay đổi đó đều làm cho chúng ta đau khổ. Rõ ràng là đời sống con người không dừng lại cái khổ này nếu chúng ta chưa ngộ được lý vô thường. Khi mà người ngộ cái lý vô thường rồi thì họ thấy được cái sự thật đang xảy ra là vô thường. Khi mọi người nhận định đó thì cái khổ mới có thể thoát được. Thì Đức Phật nói tiếng nếu người nào biết đúng như thế thì đạt tới niết bàn an vui tối thượng. Thành ra nếu như một người mà thấy cái thân này là thật, thấy tâm là thật, thấy hoàn cảnh là thật á, thì vô thường làm cho mình khổ. Nhưng khi chúng ta biết đúng như thật của vô thường rồi thì thân tâm hoàn cảnh này nó chính là vô thường và nó chính là vô ngã. Cái thân tâm này và là vô ngã là không thật thì chúng ta sẽ chứng được niết bàn. Cũng là cái thấy đó về thân tâm, về hoàn cảnh. Hồi trước khi chúng ta làm mê chưa có thấu hiểu được vô thường thì rõ ràng nó là một cái gì rất khổ cho cuộc đời của chính mình. Thật ra cái niết bàn như chúng ta nay nói nó không phải là cái chuyện xa xôi, chỉ là một sự thay đổi cái thấy nhìn thôi. Ví dụ như bây giờ mình mất tiền đi, khi mà chúng ta chưa ngồi chân lý chúng ta thấy là mình cũng cực nhọc lắm mình mới tạo ra được đồng tiền, đúng không? Làm đổ mồ hôi sôi nước mắt cả đời, có được giấu được mấy ngàn cây vàng trong tủ, tự nhiên ngủ một đêm tới sáng bay mất tiêu. Khổ không? Ít lắm là cũng phải trải qua nhiều tháng, nhiều năm mất ăn, mất ngủ. Phải nói như vậy. Nhưng mà khi chúng ta ngộ được chân lý rồi á, chúng ta thấy rằng sao? Một cái thấy đơn giản thôi, chúng tôi hay nói cái nào mà nó thuộc về của mình nó không ai lấy được. Cái nào mà nó vụt khỏi tầm tay của mình thì biết rằng nó không phải là của mình. Nó không phải là của mình. Cố giữ thì sẽ làm cho chúng ta đau khổ thôi. Bất kỳ cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này đều là như vậy hết, chứ không phải mất tiền, mất tình, mất cái gì nó cũng đều là như thế. Khi mà hai người còn duyên với nhau rồi, dù có đánh đập cỡ nào đi nữa, có đuổi người ta ra khỏi nhà, người ta cũng lòn cửa sau người ta vô, người ta ở với mình. Không? Khi mà hết duyên rồi có quỳ lại người ta cũng phủi để người ta ra đi. Đó là như vậy. Nhân quả, nhân duyên mỗi cái đều có. Những cái phước báo chúng ta được sở hữu cái điều gì, nhân duyên chúng ta còn cầm nắm được cái gì, tức là chúng ta đang còn có cái duyên đó với nhau. Dù là hết sức đối nghịch nhưng mà họ vẫn có thể gần gũi nhau được, vẫn còn trong tầm nắm của mình. Nhưng mà dù chúng ta thương, chúng ta quý cỡ chừng mức nào đi nữa mà cái duyên nó không có còn rồi, chúng ta có cố nắm đi nữa, cố dùng dãy đi nữa thì nó càng mau rời xa mình hơn. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Thành ra cũng một cái thấy đó, nhưng mà chúng ta thay đổi cái thấy nhìn. Chúng ta thấy rõ ràng vô thường, ngay cả cái thân mình tới lúc mình cũng không giữ được, huống chi là tiền bạc, huống chi là danh vọng, huống chi là những cái chuyện khen chê ở đời, huống chi là những cái tình cảm lan man ở bên ngoài. Rõ ràng đã nói nếu chúng ta hiểu được vô thường rồi, chúng ta không thể nắm, chúng ta không thể giữ được bất kỳ một điều gì trong trần gian này hết, mà chúng ta chỉ thấy rõ sự thật nó đang hiện ra như vậy đó với chính mình. Và như vậy chúng ta phải chấp nhận được sự thật đang xảy ra như vậy thôi. Chúng ta rõ ràng, chúng ta thấy biết nó, chứ không phải chúng ta lầm lẫn để rồi mình chạy trốn sự thật, mình không muốn nhớ tới, mình không muốn nghĩ tới. Không phải như vậy. Khi mọi người đã ngộ được chân lý, họ sẽ đối diện và thấy được như thật của cái chuyện đang diễn ra, mà họ không bị cuồng loạn khổ đau trong đó, là người mới thấy được sự thật. Và khi thấy được sự thật rồi thì mình sẽ ngay nơi đó bình an. Cho nên xảy ra cái chuyện vô thường, mình bị mất mát, bị thay đổi trong đời sống thân cũng như tâm mình, trong hoàn cảnh mình, trong những cái quan hệ ngoại giao xã hội mà bị mất mát, mà chúng ta thấy đúng như thật rồi thì chúng ta rất là an lạc. Nhưng chúng ta thấy sai là chúng ta bị khổ đau. Cho nên lúc nào mà chúng ta đối diện với bất kỳ một cái sự việc nào giữa đời sống của chúng ta, dù thuận hay là nghịch, mà làm cho chúng ta bị bất an thì biết rằng là chúng ta đã thấy sai sự thật. Tự ngồi bình tĩnh chiêm nghiệm lại coi mình thấy sai chỗ nào mà bây giờ mình khổ hoài, đúng không? Cái chuyện đó xảy ra tại sao hôm trước mình ngủ được mà bữa nay mình ngủ không được? Và người bạn mình xảy ra chuyện vậy, sao thấy họ bình yên quá, mình cứ ăn không được, ngủ không được, cứ nhắm mắt là nhớ, mở mắt cũng nhớ, ngủ nhiều khi cũng nằm trên bao, thấy là thức dậy tức tối. Sao vậy? Mình có một cái lầm lẫn nào đó trong này đó. Cho nên mình cũng tất cả những cái chuyện xáo động xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, để mà chúng ta bị bất an thì phải cố gắng tỉnh táo một chút, để chúng ta ngắm ra coi là mình bị cái gì mà mình bất an. Nhưng với cái điều mà chúng tôi gợi nhớ đầu tiên là bị thấy sai sự thật, thấy không đúng sự thật, thấy không tới sự thật, cho nên chúng ta bị bất an. Thì chúng ta phải chiêm nghiệm coi để cái mình sai chỗ nào, mình chấn chỉnh cái thấy biết mình lại thì tự động mình sẽ có một đời sống an lạc liền. Không bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, thành tín là nơi chí thân, niết bàn là vui tối thượng. Ở đây Đức Phật nói tới cái không bệnh rồi nè. Không bệnh là điều rất là lợi. Thật sự không có cái lợi lạc nào mà so sánh được cái lợi lạc của một cái thân không bệnh cả. Nhưng mà ngược lại, mỗi những người mà có một đời sống không bệnh, họ không thông cảm đối với những người bệnh. Họ có phải một hai cơn bệnh khổ nào dùm chút đi. Giống như cái người mà sanh ra được giàu có từ nhỏ lớn á, họ không thể thông cảm được với những người nghèo. Cái sự thật cuộc đời nó là như vậy. Thật ra một lần mà mình đau ha, ví dụ như bây giờ mình bị một chứng bệnh nan y đi, mình bị cơn bệnh nó hoành hành, ăn không được, ngủ không được, nó cứ đau đớn hoài. Ăn cái gì nó cũng đau, ăn cái gì nó cũng khổ sở. Ngủ không được, nó chướng hơi, nó cứ nặng nề, nó làm cho mình nghẹt thở, làm cho mình nhức nhói cả ngày lẫn đêm như vậy, nhiều năm, nhiều tháng như vậy rồi. Tự nhiên mình có cái phương pháp mình trị để một đêm thức dậy mình hoàn toàn biến mất những cái chuyện này. Thì lúc đó chúng ta mới thấy được rõ ràng là không bệnh là một cái điều không có cái gì so sánh được. Một người đang làm thành đạt, tự động tai biến, đi không nổi, nói không được, thì kể như xong hết luôn cái sự nghiệp rồi, đúng không? Nó thành ra chúng ta thấy khi mà cơ thể của một cái người nghèo mà họ không bệnh, họ có thể sống, họ có thể làm được một ngày mai để kiếm ra được bát cơm cho cuộc đời họ ăn. Như mọi người đang làm ăn có tiền có bạc mà bị bệnh, mà đi không được, đứng không được, mà nói không được nữa thì thôi á. Mang cái thân thực vật để sống là cái đau khổ này khó có thể nếm nổi lắm. Bất hạnh lớn nhất là bệnh tật, phải nói như vậy. Đau khổ lớn nhất cũng là bệnh tật. Cho nên trong cái tứ diệu đế, Đức Phật nói cái sanh lão bệnh tử đó, cái bệnh đó là một trong những cái mà nó gây khổ đau con người ta rất lớn. Nhưng rồi cái khổ đó có đôi lúc chúng ta học đạo không tường tận mà mình cho đó là nghiệp của mình. Đương nhiên bệnh là nghiệp, chúng ta không có chối cãi điều này. Nhưng nghiệp đều có thể chuyển được. Chúng ta nên hiểu như vậy. Tại vì sao? Tại cuộc đời này vốn vô thường mà. Vốn vô thường thì cái bệnh nó sẽ, hồi xưa nó không có, giờ nó tới thì nó cũng sẽ đi qua, đúng không? Chúng ta có thể trở lại trạng thái mà không bệnh tật dù là đang bệnh gì. Cái bệnh mà bây giờ xã hội đang sợ là bệnh HIV, nhưng chúng ta biết cách, chúng ta vẫn có thể qua bệnh đó nhẹ nhàng. Qua nhẹ nhàng. Và chúng tôi đã tư vấn rất là, không phải nói rất là nhiều, được khoảng 10 người qua được bệnh này. Qua nhẹ nhàng. Đó là chuyện mà chúng ta phải biết. Rồi bệnh ung thư cũng vậy, nó là nan y. Mà khi chúng ta mang cái bản mà kết quả xét nghiệm siêu âm, chụp hình CT gì đó là nan y, là mang bản án tử hình rồi. Thì khi chúng ta hiểu được chân lý rồi, chúng ta sẽ làm được những việc mà gọi là cái gì? Việc không thể sẽ biến thành có thể nếu chúng ta biết. Tiểu đường, tim mạch cũng vậy. Thật ra là tất cả những chứng bệnh là nếu như cái đầu chúng ta tốt, cái thấy nhìn chúng ta đúng, chúng ta có thể làm cho cái thân này chuyển theo cái nhìn đúng đó. Nhưng cái đầu chúng ta không tốt, cái thấy nhìn chúng ta đã sai, chúng ta cố gắng cỡ nào đi nữa nó cũng sụp. Cho nên đó, sự nghiệp cuộc đời, có những người chúng tôi thấy khi mà cách đây khoảng hơn 1 năm chúng tôi có đi thăm một số bệnh nhân ở bệnh viện Tâm Đức. Tôi thấy họ đau tim thường lắm, đau tim hết sức là thường. Vậy mà phải mổ một ca mổ bắn không còn một miếng đất. Những người mà ở miền Tây lên một cái hả là 50-30 mẫu đất đi như chơi trong một lần nhập viện đi ra. Và rồi về đi làm mướn không đủ ăn, tại vì đã bệnh tim mổ rồi là đâu còn khả năng để làm nữa đâu, rồi là cuộc đời còn lại không biết là sao. Nhưng mà quyết lòng chiến đấu với cơn bệnh đó hơn thua với một cái ca mổ thôi. Mà thật sự đó, những bệnh chúng tôi thấy là không cần thiết đến độ mà phải mất tiền mất của như vậy. Nhưng mà phải nói là do cái gì đó thì tôi không dám bàn thêm. Nhưng mà đó, có những cái cơn bệnh như vậy, sau cơn bệnh rồi thì một đời sống còn lại bất an đau khổ. Có những cái chứng bệnh mà nó không đáng để phải nhập viện, thế mà mình lại nhập viện thì nó đau lại nặng hơn gấp 1000 lần khi chưa mình nhập viện. Chứ tôi thấy nhiều lắm những cái chuyện này. Thực sự thì chúng tôi là cái người mà có lẽ là tiếp xúc bệnh nhân nhiều hơn các vị ngồi ở đây. Mỗi tháng có khi chúng tôi tiếp cả 1.000 bệnh nhân, là thành ra là những cái chuyện tôi thấy nhiều lắm về cái thế giới của bệnh tật. Những người tới với chúng tôi than kể lể cái chuyện mà nhập viện này trị cái này, nhập viện kia trị kia, trước kia đau làm sao, khi nhập viện ra rồi làm sao á, thì tôi thấy là rõ ràng là có những cái lầm lẫn trong một giai đoạn dài đi trị liệu. Và nếu như không có trải qua những cái chuyện trị liệu đó thì họ chắc không có đau khổ như bây giờ. Có những người hết bệnh rồi đi ra đường để mà gọi là cái gì đó xin ăn, hết tiền hết của, gia đình ly tán. Nên tôi gặp cái chuyện đó hồi mới xuất gia, đi lên Long Khánh á, gặp một ông thầy ở trong chùa. Ông này thì chỉ còn có một con mắt thôi, da còn thâm đen, nó chưa trở lại bình thường. Thì tôi ngồi tôi chơi thì thấy ủa sao da thầy thâm bất thường quá, thâm kiểu kỳ cục lắm. Không phải là thâm kiểu mà bệnh da thâm rồi nó khác, nhưng mà này là cái máu bầm nó chưa có tan được toàn thân nữa. Nó thâm sậm thấy ghê lắm. Rồi mình cũng đang gọi là nghiên cứu mà. Mấy năm rồi đó là tôi nghiên cứu, tôi mới hỏi ủa sao thầy nước da thầy ngộ quá vậy? Thầy mới về bệnh gì nặng lắm sao? Ông nói tôi từ cõi chết trở về. Nói làm sao đâu thầy kể coi. Cái thời điểm đó là khoảng năm 80 mấy. Chuyện này chúng tôi nhớ là thầy nói là cái hồ sơ bệnh án thầy vẫn còn nguyên ở bệnh viện Đồng Nai. Tức là một vị mà có tiền có của, rất là giàu, có một bà vợ với khoảng ba đứa con. Thì ông bị cái chứng giống như thương hàn á. Ông nói là chụp hình mà đưa lên là cái gì cái bao tử nó lủng giống như cái rổ rồi đó. Và kèm theo chứng lao phổi, nám phổi, gần như 2 lá phổi nám hết. Mới đầu thì cũng bán 1-2 miếng đất để nằm viện, thì cứ nghĩ rằng ông có thể xuất viện được. Nhưng sau đó nằm trong bệnh viện chờ vợ con bán đất đem tiền vô để trị bệnh, nằm chờ hoài. Nó cũng bán đất mất tiêu rồi, nhưng mà nằm chờ hoài không thấy ai vô thăm bệnh hết. Nó bán đất cũng bỏ nhà bỏ xứ đi mất luôn, không thèm nuôi ông nữa. Cai cú trong bệnh viện như thế, nằm buồn là hết tiền trị bệnh thì bệnh viện nó sẽ đưa ra một cái vị trí nó không còn mà chích, không còn uống thuốc giống như ngày xưa nữa. Mà buồn quá, không ai cho ăn cho uống gì hết, bác sĩ cũng không chăm lo, cuối cùng chết. Được đưa vô nhà xác. Thì tôi nói thầy này diễn tả khúc này con nghe. Tôi thích nghe cái vụ mà chết đi sống lại lắm. Thì bắt đầu thầy kể là thầy nằm đó thì không biết mấy ngày. Nhưng mà khi cái đầu tiên á, thầy trước khi thức dậy tôi hỏi trước khi tỉnh dậy cái gì biết trước. Thầy ông nói lỗ tai nghe trước. Rồi động thầy nghe tiếng âm thanh đó. Nghe mới đầu nó cũng chập chọa lắm, nó không có rõ ràng âm thanh gì, có lần nghe rõ âm thanh người ta đi ở ngoài nữa ha. Cái mấy người bảo vệ cái nhà xác đó họ làm cỏ, họ nói chuyện là bên ngoài nghe lần nghe rất là rõ. Là lúc đó ông biết là ông sống lại rồi. Rồi mắt bắt đầu tập mở ra. Lúc đầu mở khó khăn lắm, sau đó là mở được cay lắm. Nhưng mà ráng chớp hồi nó cũng tỉnh là thấy mình nằm trong cái nhà xác. Lúc đó mới biết là mình mới vừa được sống lại. Rồi ông nằm đó một hồi. Nhưng mà tôi hỏi quan trọng là sau khi chết đi sống lại cái đầu như thế nào. Cái chuyện này chuyện quan trọng đó. Thì ông nói hồi trước khi chết tôi nhớ lại vợ con á, tôi hận lắm. Tôi chết rồi tôi cũng kiếm nó, tôi báo thù. Nhưng mà bây giờ làm sao? Tôi hỏi là mới vừa chết mà ông nhớ là chuyện vợ con làm sao? Ông nói nhớ nó không còn thù nữa. Nên nó được á, cái đó hay được á. Thường mấy người chết đi sống lại hay xóa được những cái dạng đó lắm. Thì tôi hỏi những cái chuyện cũ thầy còn nhớ không? Nó nhớ mà nó chậm lắm. Muốn nhớ là chuyện cũ rất là chậm, tức là cái não bộ muốn hoạt động, thay vì bây giờ mình nghĩ về cái chuyện ở nhà mình nghĩ trong vòng 3 phút là xong hết mọi chuyện, đúng không? Nhưng bây giờ nó sẽ mất 10 phút, 15, 20 phút rồi. Não bộ hoạt động giống như cái máy, nó chạy từ từ nó lại. Để không thấy mọi chuyện ngày xưa. Như tôi nói là thầy thấy những chuyện thầy thù, người này người hẳn, thầy người kia, rồi giờ làm sao? Ông nói, tôi thấy là tôi nhớ lại thôi, chứ tôi còn không có cảm giác nó sôi máu giống như hồi trước. Tức là cái giống như thù hằn nó hết rồi, nó bị xóa rồi. Mà thiệt, nhìn cái mặt thầy đó lúc đó hồn nhiên lắm. Thì như vậy là khi mọi người chết, quý vị biết máu nó đông á, nó thâm tím á. Thì lúc tôi gặp chưa đầy 1 tháng là nó chưa có tan hết. Bắt đầu là từ cái máu thâm mà cứng da, là khi mà ông sống lại, nhịp tim hoạt động, máu bắt đầu lưu thông trở lại, thì da nó mềm từ từ. Và ông tập cử động rất là khó khăn, gần như cũng cả buổi á, mới có thể là đưa tay lên xuống được. Từ sáng, ông biết là cái cảm giác ổng từ sáng người ta làm đó, người ta nghỉ trưa, rồi tới gần chiều, gần đóng cửa buổi chiều của nhà xác là tối hù rồi đó, thì ổng mới bắt đầu, ổng nghiêng người, ổng lăn ra khỏi cái máng á. Bỏ nhà xác là không có người thân, thành ra bỏ trong cái máng, ổng nghiêng, cuối cùng ổng trượt ra khỏi cái máng đó. Ổng lết rồi ổng gõ cửa. Thì mấy người làm ở nhà xác mà buổi chiều tối mà đèn chưa kịp mở, mà ở trong nhà xác có người gõ cửa là họ sợ lắm. Bỏ chạy hết trơn, mấy chục người ở ngoài bỏ chạy hết. Ổng la riết, người ta mới bắt đầu có mấy người hiếu kỳ, họ đi ngược trở lại. Thì ổng nói là tôi còn sống tôi chưa chết, mở cửa. Ổng la riết vậy cần hơn 1 tiếng đồng hồ á, thì cũng đông người lắm, bắt đầu lại mở cửa. Thì ổng đi ra mà rõ ràng là y như một hình ma, tại vì đen thui bầm từ cả toàn thân luôn. Nó chưa có tan cái máu bầm đó, thật ra nhìn con người thấy cũng đáng sợ lắm chứ không phải bình thường. Thật ra người ta nhìn thấy rõ cửa rồi, cái ông này ông bước ra, cái ta nhìn thấy cái chân ổng, người ta cũng còn để thấy ổng đi đụng đất, thành ra tin ổng còn sống. Ổng tả cảnh mà người ta nhìn ổng lúc đầu giống như một con quái vật, giống như mà hồn ma về, vui lắm. Thì bệnh viện bắt đầu không cho ông xuất viện, giữ ông lại khoảng 1 tháng á. Nghĩa là 1 tháng thì sáng bữa nào cũng lấy máu đi xét nghiệm á, thì những vi trùng cốc và vi trùng bị thương hàn, tất cả vi trùng biến mất, cơ thể lành mạnh hoàn toàn. Tới lúc tôi gặp là ông nói từ hồi tôi sống tới lại là bác sĩ nó đâu có cho tôi uống thuốc gì đâu, này không cho uống thuốc men gì hết, mà tôi cũng thấy cảm giác tôi khỏe nữa. Giờ ăn uống rồi khỏe trở lại, cái mặt thì rất là tươi trẻ, hồn nhiên trở lại, thân thể thì mạnh, dễ sợ lắm. Thế đó là cái giai đoạn mà chúng tôi gặp. Thật ra là mọi người mà được một lần chết đi sống lại thì rõ ràng là có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời. Chết lâm sàng hay là chết thiệt, chết giấc gì nó cũng sẽ có sự thay đổi. Chết giấc thì ít thay đổi hơn, chết thiệt mới có thể thay đổi. Nó là mới chết thân ngũ quẩn mà sống trở lại là ông nó thấy mất. Mà ông diễn tả cái kiểu chết á thì rõ ràng nó không có phải là chết luôn, thành ra là ông cũng cảm giác. Tôi hỏi là đó lúc mà trước khi chết thì nó như thế nào á, thì diễn tả cái lúc chết nó cũng làm cho nó lạ lắm. Nó không có còn, tại vì ông đã sẵn sàng chết, ông buồn quá, ông sẵn sàng để ông chết mà. Ông ăn uống nhiều ngày mà bệnh thương hàn rồi bệnh lao phổi nữa, thì ông cứ thả người cho nó đi vậy đó. Thì cảm giác đi ra thân thể nhẹ nhàng chứ không có gì bức bách, không có gì đau khổ. Rồi tôi hỏi rồi hồi mà thầy sống trở lại, thầy nhìn vô nhà xác, thầy có thấy mấy cái xác nằm đó gần thầy không? Nó thấy hết trơn à. Khi mình rời ra mình cũng thấy. Rồi ra từ bệnh viện mình đã thấy rồi, mình nhập trở lại xác mình vẫn thấy rõ lắm. Thấy rõ mọi cảnh duyên xung quanh lắm. Cái đoạn kể đó rất là dài, không kể tôi gần tới một buổi lần. Này tôi tóm tắt thôi chứ nhiều chuyện hấp dẫn lắm. Bây giờ chúng ta thấy là cái đau khổ, quý vị thấy không? Có những người mà bệnh một cái rồi á, người thân mình xa lánh. Những cái bệnh thường thường thôi ha, biết là bắt đầu mà người thân chúng ta nghe mình bệnh lây nhiễm rồi, một cái quý vị mới nếm mùi đó. Đúng không? Chăm lo mình ngày này qua tới ngày kia, con cũng lo, cũng thương cha mẹ, nhưng bắt đầu cha mẹ lây nhiễm. Nó thực sự mình cả đời mình nuôi nó rồi, cỡ nào mình cũng lo, mình săn sóc nó hết, mà tới hồi nó thâm bệnh, nó bịt cái khẩu trang vô nó chăm sóc mình thôi là đã khổ rồi. Ai mà người già nếm mùi này đúng á. Đúng không? Mấy ông cụ bà cụ mà con mình vô chăm sóc mà đút cơm đút nước mình ăn, lấy khẩu trang rồi bịt cho thiệt kỹ ha. Ngồi xa xa mà dối muỗng cơm đút gì nó đưa lại gần, là lúc đó mới thấy cái khổ nữa. Nó là khổ thiệt á. Thành ra nó có những cái cơn bệnh nó làm cho chúng ta rất là đau khổ, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy mà nói là không bệnh là một cái lợi mà ở thế gian này khó có thể so được. Đó là một cái lợi rất là lớn nếu mà một người khéo để giữ mình ít bệnh tật hoặc là được không bệnh. Biết đủ là kẻ rất là giàu. Thật sự mỗi người mà dù cho làm tỷ phú, sâu trong lòng họ thấy đủ chưa? Chưa. Và nếu mà một người mà họ không phải là người giàu nhưng mà trong lòng họ không bao giờ họ thấy thiếu thốn gì hết, thì tỷ phú đổi ngày sống như họ, họ không đổi. Chứ tôi nói cũng không có giàu gì. Ví dụ như mình đang sống trong cái cảnh giới mình đang có đi. Ví dụ như có ở đây cũng có một số Phật tử mà đang có trong cái trường hợp là chúng ta hiểu đạo lý tương đối khá khá rồi đó. Ví dụ bắt đầu mới nhìn ra xã hội, nhìn ngược lại xã hội, chúng ta mới thấy rằng rõ ràng là con người ta không lúc nào người ta thấy đủ cả. Hốt một núi vàng đó, buông tới buông lui mình cũng thấy rồi, cái núi này chưa đủ, còn núi nữa. Luôn luôn trong lòng người ta thấy vậy đó. Người ta khát khao. Nếu mà có những người mà quý vị thấy họ điên cuồng với tiền bạc đó, chúng ta phải dùng cái từ là họ điên trong cái chuyện đó. Họ không có chút nào bình tĩnh đó. Và họ luôn lao vào bằng giống như một con thiêu thân lao rồi, chứ họ không biết dừng. Được rồi họ muốn được nữa, được rồi họ muốn được nữa, được rồi họ muốn được nữa, chứ chưa ai biết dừng nó trong cuộc sống nữa. Luôn luôn là một người mà biết đủ, rõ ràng là cái hạnh phúc họ lớn lắm. Lúc nào họ sống trong hoàn cảnh gì họ cũng cảm giác là được rồi. Họ chấp nhận hoàn cảnh họ đang sống. Mặc dù họ luôn luôn phấn đấu để họ làm cái việc trong cái đời sống họ luôn phấn đấu để họ muốn có một cái đời sống tốt hơn, chứ không phải là không. Nhưng mà cái sự phấn đấu của họ không phải là cái sự thiếu thốn của cá nhân mà họ phấn đấu. Ví dụ như bây giờ cũng có một số Phật tử họ đang làm việc có tiền, mà rõ ràng bây giờ nếu họ dừng lại họ không làm nữa thì tiền vẫn dư sống cho bản thân họ tới hết đời đó. Và chúng tôi cũng gặp trường hợp này. Nhưng mà họ thấy rằng với cái phước họ có thể mà một ngày họ thu gặt được 5 triệu đi, ví dụ vậy, thì 5 triệu này không phải xài cho riêng mình. Họ thấy còn nhiều chuyện để có thể xài lắm. Cho nên họ sẵn sàng cực khổ cái thân này, đem cái phước đó mà đi tạo phước. Chứ còn họ làm không cần xài nữa, nhưng mà họ vẫn phấn đấu để họ làm. Đó là người biết nuôi nấng cái phước báo của mình đó. Có những người có tiền rồi thì dừng lại tu, và điều này là một điều thất bại. Tại vì có những cái người cái phước của họ nó kém hơn của mình. Họ muốn một ngày có được chừng 100 ngàn để họ giúp một cái người đối khổ thôi, mà kiếm không ra. Họ không thể làm được để một ngày sanh được 100 ngàn, mặc dù họ thiết tha là muốn cúng cái chùa đang xây dựng 100 ngàn. Đó là họ làm không nổi chuyện này. Trong khi mình tay mình nhẹ nhàng, mình lấy cái này mình bỏ cái kia, mình được tới cả chục triệu, mà mình không có chịu làm, thì mất đi những cái cơ hội lớn trong cuộc đời này của mình. Và đó cũng là một cái điều mình không biết cách để nuôi giữ, lưu giữ phước báo. Khi mà cái phước báo chúng ta lớn á, cái việc công phu chúng ta sẽ thuận lợi. Vì vậy là khi mà chúng ta còn trong cái đoạn mà cái phước báo chúng ta còn đang hưng thịnh á, chúng ta phải tận dụng tất cả những cái đó để chúng ta tạo cái phước lành cho mình. Và chúng ta thấy như cái thời của Đức Phật đi, cái ông Cấp Cô Độc, các chị thấy á, ổng loại người bỏ tiền bỏ của lo tam bảo đến mức độ bây giờ lịch sử nhân loại vẫn còn ghi nhận ổng. Ổng cúng dường là không thể tả được. Nhưng mà sao? Hễ bán từ cái con bù lon, con tán, chắc mót từng đồng, từng cắt, từng xu trong cái cuộc đời đó không? Sáng thật là sớm mở cửa ra buôn bán, tối thật là tối mới đóng cửa lại, chạy dại lấy hàng rồi đi khắp nơi để có thể làm ra được đồng tiền. Thứ nhất là gì? Được có cái dịp để có thể giúp đỡ người nghèo. Ông mang cái tên là Cấp Cô Độc, tức là ông cung cấp tất cả những thức ăn rồi nhà ở, quần áo cho tất cả những người cô độc ở trong Ấn Độ. Biết tới ổng, đi tới vùng ổng là có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng, cất những cái nhà giống như những cái doanh trại để cho những người nghèo họ được ăn, được uống, được sinh hoạt, được ở đó. Và đối với tam bảo là một bậc cả đời của ông lo kể từ khi ông gặp Đức Phật. Như vậy là với nhiều giàu có như ổng dám đổ vàng để mua đất đó, thì ổng nằm không, ổng cũng được cái hưởng cái phước báo cõi trời nữa. Một lần cúng dường tam bảo kiểu đó là ổng nằm ổng hưởng không biết bao nhiêu ngàn kiếp ở trên cái cõi trời á. Nhưng mà ổng cũng đâu có dừng lại đó đâu, ổng tiếp tục phụng sự tam bảo, cúng dường chúng tăng cho tới hết đời của ổng. Rõ ràng đó là người mà hiểu biết đúng. Cho nên là khi mà chúng ta biết đúng rồi á, thì vậy là cái biết đủ của chúng ta riêng mình biết đủ không có nghĩa là mình không làm. Chúng ta đừng có lầm cái này nha. Người biết đủ không có nghĩa là chúng ta dừng hết tất cả mọi chuyện sinh hoạt trong đời sống của mình. Đừng có lầm. Sâu trong lòng chúng ta là không có còn thèm muốn cái này cho riêng mình, không còn thèm muốn cái kia cho riêng mình, không còn thèm muốn cái nọ riêng mình. Mình cảm giác là mặc cái áo này cũng được rồi, mình đi xe này cũng được rồi, mình ở nhà này cũng được rồi, là coi như là mình biết đủ. Mình ăn cái thức ăn đó là mình cảm giác đủ rồi, chứ không phải ăn mình thấy mình ăn không bằng kia rồi, mình ăn cái này là thua sút bạn bè, mình ăn cái này là không có sang, mình mặc cái này là không có đẹp, rồi vân vân. Mình ở chỗ này là mình thấy nó không có phải, mình phải ở đẹp hơn. Luôn luôn trong lòng chúng ta không thấy đủ trong cái việc ăn mặc và ở của mình. Đó là cái người không biết đủ. Chứ còn cái việc phấn đấu để làm cho đời sống mình được tốt hơn, để không có phải phục vụ riêng cho bản thân ngã chấp của chính mình, mà đó là cái lợi ích của cộng đồng, của mọi người, để mình tạo dựng, mình gây dựng cái nền tảng phước báo của mình mãi mãi về sau. Thật ra cái người biết đủ, chúng tôi nói lại không phải là nằm không đó, rồi đợi ai cho gì ăn cái đó gọi là biết đủ. Biết đủ không có nghĩa là như vậy. Biết đủ hả? Nói biết đủ bây giờ người ta không còn thấy thiếu. Bây giờ ông biết đủ với ông nằm không đó, tôi không có cho ông ăn, ông nằm từ ngày này qua ngày kia ông vẫn biết đủ cho tôi nha. Vậy mới ngon. Nói bây giờ tôi biết đủ rồi, tôi không làm gì hết đúng không? Rồi nằm chơi đó đi. Tôi để cho nằm hoài, tôi không cho cơm ăn, tôi không cho nước uống, không có được đòi à nha. Nó biết đủ thì buông hết mọi cái thì không được quyền đòi khát nước, không được đòi uống, đói bụng không được đòi ăn à. Nó có những cái nghịch lý như vậy. Chúng ta mới thấy là cái từ biết đủ trong đạo Phật có rất là nhiều người bị hiểu lầm. Rồi cái sanh ra một thời gian, nó sanh ra cái gọi là cái mất phước lành của mình, mất cái cơ hội để mình có thể phấn đấu vươn lên. Thường là người buông tay không làm một việc gì đó xã hội này. Đừng nghĩ rằng là chúng ta có tiền có của, chúng ta không có làm, chúng ta đủ ăn rồi, chúng ta không làm nữa là chúng ta sai. Cái ngày nào mà chúng ta không làm việc, tức là ngày nào mà không có cực công để làm mà chúng ta có ăn là chúng ta bị mất miếng phước. Mặc dù đó là đồng tiền của mình đã tạo dựng lấy ông tủ ra để mình mua đồ ăn, nhưng mà ngày đó mình không có làm gì nó tương đồng với cái miếng ăn của mình, là ngày đó mình mất miếng phước rồi. Chứ đừng có tưởng là đó là tiền của mình là mình lầm rồi. Cho nên luôn luôn cái từ của Việt Nam dùng từ là tay làm hàm nhai thật là đúng, không có sai đâu. Một ngày không làm là một ngày không ăn, cái kiểu nhà thiền thật là đúng chứ không có sai. Cho nên chúng ta không phí phạm những cái phút giây chúng ta có thể làm cái gì cho xã hội này. Tại vì cái sức khỏe chúng ta đang còn, cái trí tuệ chúng ta đang còn, cái khả năng chúng ta đang có, mà chúng ta dừng lại tất cả những cái việc làm ăn của mình thì chúng ta đã nhận định sai rồi, chứ không phải là chúng ta biết đủ. Có nhiều người biết đủ cái kiểu kỳ cục lắm. Từ hồi học đạo lý rồi là bây giờ biết đủ thì nằm dưới đất lấy tay gối đầu vẫn biết đủ, mà người không biết đủ thì lên thiên đàng vẫn thấy thiếu vân vân. Cho nên bây giờ ta vậy là đủ rồi, không làm nữa, không cần phải làm gì hết, sống phè phè ngày nào cũng được. Bây giờ vợ con cho ăn hay là bạn bè cho ăn hay là nhà ở kiểu nào cũng được, đóng kệ để hàng loạt những cái trên cuộc đời này, trong khi mình còn có khả năng làm được mọi cái cho trần gian này. Bây giờ mình làm một đồng mà mình không xài thì sẽ có người khác xài. Mình tạo ra một sản phẩm thì đương nhiên sẽ có mọi người dùng xài. Nên biết cái điều này. Cho nên là lúc nào mà mình làm được một cái gì cho thế gian này để đủ mình có thể ăn, đủ mình có thể hưởng, đủ mình có thể sinh hoạt cho tự thân rồi, và những cái đó còn có khả năng để cung cấp cho vũ trụ này. Mình ăn một mình trả 10.000 mới đủ lần. Đó là người biết đủ. Biết đủ là khi chúng ta vay một, chúng ta phải trả đủ 10.000 mới gọi là biết đủ. Chứ không phải biết đủ là dừng lại cái chuyện trả nợ của mình, đúng không? Cho nên mình ngang đây mình biết đủ, mình không làm thêm cho trần gian này là mình bắt đầu ăn không, ở không, ngủ không, thì mình mất phước và còn vay nợ tiếp tục. Chứ không phải mình là người biết đủ. Biết đủ phải có hai chiều cung và cầu cho nó đủ, chứ không phải biết đủ là chỉ người ta cung cấp mình mà mình không có đáp ứng lại. Chúng ta đã sai trong cái từ biết đủ của đạo Phật này rất là nhiều. Rất là nhiều người Phật tử sai, rất là nhiều vị tăng ni đã sai. Trong cái giới tu hành chúng ta đã sai cái chuyện này nhiều lắm, về cái hai chữ biết đủ này. Nên chúng ta phải thấy được cái người biết đủ là người rất là giàu có về mặt tâm hồn. Thì nơi tự tâm họ không có còn có một cái sự tham cầu nữa. Biết đủ tới mức độ cao là trong tâm mất đi sự tham cầu, mà do là nhu cầu sinh hoạt đời sống của cộng đồng mà chúng ta phải sống phấn đấu. Chúng ta làm vì nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng, chứ không còn là cái tham cầu của cá nhân. Hết rồi. Cho nên ví dụ như mình ở con nhóm mà mình xây cái nhà to, không có phải là mình muốn được cái gì nó to tát để nó được cái gì danh vọng, không phải như vậy, mà vì cái nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng, vì để phục vụ cho số đông, cho quần chúng, vì làm lợi lạc cho nhiều người. Đó, thành ra cái sự phấn đấu của người ta nó không phải cho cá nhân nữa, sự cố gắng nó không phải cho riêng tư, cho ngã chấp nữa, không phải để phục vụ cái lợi lạc cho tự thân nữa, mà người ta phải phấn đấu làm. Cho nên làm cái gì thì cũng có thể tạm tha thứ được, mà làm biến là khó tha thứ. Có tha thứ cho mình trước cái đó, tự bản thân mình làm mất phước của mình. Chúng tôi nói là ở không mà ăn liên tục nhiều ngày là phước thành núi cũng chuẩn bị đổ. Cho nên những cái tăng ni mà chúng ta phải khéo, phải hết sức khéo léo. Những cái vị mà đang xuất gia đã từng có nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm không làm tạo ra được một cái gì cho xã hội, thì có chừng cái phước mình bị mất. Mình phải làm lợi lạc về mặt vật chất, nếu không được mình phải làm cái gì lợi lạc về mặt tâm linh, để có thể trả lại cái trần gian mình đang dai. Dai lớn lắm, hít vô thở ra đã dai cái vũ trụ này rồi, chứ đừng nói tới một miếng cơm, một manh áo. Chúng ta đã đang vay, thành ra phải trả làm sao, trả làm sao cho trong sạch quá cái vũ trụ này, trả làm sao phải hưng khởi cái trần gian này. Chúng ta phải yêu quý trần gian này, chúng ta phải coi trọng trần gian này, chúng ta phải tri ân cái thế gian này, để chúng ta sống hết tình, chúng ta sống hết mình, để mới có thể đền trả tất cả những gì chúng ta vay mượn. Chứ đừng nghĩ là biết đủ là chúng ta phải dừng hết mọi cái là sai. Có những vị mà chúng tôi biết rất là giỏi, mà các vị cứ biết đủ cái kiểu này rồi dừng hết mọi cái sinh hoạt, rất là uổng. Mà nhiều lắm, chúng tôi gặp trường hợp nó rất là nhiều. Nhiều người tu nhiều chục năm trong chùa không thấy được cái biết đủ thật của đạo Phật. Chỉ cần mình không có tham cầu cá nhân thôi, đó là vấn đề chính mà Đức Phật muốn nói với chính mình. Thì không tham cầu cá nhân thì cái chuyện gì đối với mình không được, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình có tiền, bây giờ mình cứ tưởng tượng một bữa ăn ngon của mình là mình tốn khoảng 5 triệu đồng tiền Việt của mình đi, thì thay vì mình ăn bữa ăn bình thường thì còn bình thường của mình là chừng 50 ngàn, 100 ngàn trong bữa ăn đi, thì còn cái số tiền còn lại đó là rất là nhiều người đói đang chần đó. Thì giờ mình biết đủ với một củ khoai lang trong ngày để mình có thể giúp được rất là nhiều người đói kia đó. Cái biết đủ tích cực như vậy, chứ đừng có biết đủ tiêu cực. Biết đủ cho tự thân, thay vì mà cái áo đó tốn một số tiền đó, nhưng mà mình mặc áo khác tiền ít hơn, thì số tiền mình còn dành lại là rất là nhiều người có lợi. Đó gọi là chúng ta biết đủ. Chúng ta ở cũng vậy, thì tất cả những sinh hoạt chúng ta phải gần như là kiệm ước lại, để chúng ta dung bồi cái phước báo của mình lên. Thật ra cái phước ở đâu thì không thấy, nhưng mà có một người có lợi cho do mình làm, thì đó là chúng ta thấy niềm vui rồi. Chúng ta phải thấy rằng cái niềm vui của thiên hạ, của nhân loại chúng sanh là cái hạnh phúc của đời mình. Đó thì vậy mới gọi là biết đủ, chứ không phải biết đủ là dừng mọi cái, không phải như vậy. Biết đủ phải tích cực. Một người biết đủ là người tích cực làm tất cả những chuyện của trần gian này, chứ không phải biết đủ là dừng tất cả những chuyện trần gian này. Ngay cả cái chuyện làm tiền, chúng tôi nói như vậy, ngay cả cái chuyện làm kinh tế, người biết đủ là người làm mãnh liệt hơn trước kia. Người hiểu được đạo Phật nhiều chừng nào thì người ta tích cực làm kinh tế nhiều chừng đó. Còn biết đạo Phật mà không có làm kinh tế, để mình phải nghèo xuống, để mình phải thiếu nợ là mình sai rồi. Đó là cái sao quá sai luôn. Bây giờ chẳng lẽ đạo Phật tới trần gian là làm cho nó nghèo hết sao? Những cái người đang làm ăn nghĩ làm ăn hết để nghèo đói, mà có nhiều người Phật tử chúng ta bị vướng điều này, một cái sự sai lầm quá lớn. Thành ra chúng ta phải thấy lại hai từ biết đủ này. Đối với tự thân không còn cái gì có thể đòi hỏi cho nó nữa, nhiều cũng được, nhiều cũng đủ, nhiều cũng vừa. Mình luôn luôn thỏa mãn tất cả những cái vốn có của tự thân mình. Nhưng có những người đang chờ từng giọt nước, phải nói như vậy. Có những người mà ở những cái vùng mà họ cần một cốc nước là một khát khao lớn nhất trong cuộc đời của họ, mà họ còn không được, để họ phải bị chết khát. Chúng ta nhìn cái châu Âu, chúng ta thấy những cái cảnh tượng đó. Những đứa bé chỉ cần một chén cháo nó ăn thôi là một khát vọng lớn nhiều ngày, nhiều đêm của nó. Những đứa bé mà nó chỉ cần một manh áo nó đắp cho nó qua cơn lạnh thôi là một khát vọng. Cần một ngôi nhà ở là một khát vọng lớn cho cả cuộc đời của nó. Chúng ta phải hiểu được những điều đó để chúng ta thông cảm, chúng ta thương yêu trần gian này. Mà chúng ta làm cái gì đó Mặc dù chúng ta không trực tiếp được gửi vào đó, nhưng chúng ta đã giúp cho vũ trụ này, giúp cho xã hội này có thêm một cái nguồn tài chánh, thêm một cái gì đó, một vật dụng gì đó để làm cho trần gian này được phong phú hơn là chúng ta nên làm. Chứ chúng ta không có được dừng. Đó là người biết đủ. Thật ra biết đủ không có nghĩa là dừng tất cả mọi cái, mà biết đủ là chúng ta sẽ làm hơn hồi chưa biết thì mới là đúng. Nghe thì nó hơi nghịch với từ trước đến giờ, nhưng mà chúng ta nghĩ kỹ lại coi phải không? Chúng ta đã bị lầm. Những người học Phật chúng ta lầm cái chuyện này nhiều quá đi, lầm quá nhiều. Tu thì một là mới tu, thì khi chúng ta chưa có biết cái gì thì mình vẫn còn phấn đấu làm, rồi lưng lửng đoạn cái mình làm biến làm. Nhưng mà qua cái chuyện đó rồi chúng ta thấy rằng ôi mình đã mất thời gian quá nhiều, trong khi mình cái phước mình thừa để mình có thể làm được mọi điều mà mình không chịu làm. Tới hồi mình già mình ân hận cũng phải chi, tôi sống được mấy chục năm tôi sẽ làm được cái chuyện này, tôi sẽ làm được chuyện kia, nó quá rồi. Chỉ còn cái nước đợi qua đời khác thôi, chứ còn tới lúc đó làm hết nổi. Tới hồi mình thấy được sự thật là mình không còn làm được cái gì nữa thì uổng lắm. Thật ra người biết đủ là từng giờ, từng phút, từng giây họ tận dụng cái sự sống của mình để có thể làm lợi ích cho tất cả mọi người, mọi loài. Đó là người đang biết đủ. Người biết đủ là người phụng sự không tạm dừng. Hồi chúng ta không biết đủ là chúng ta làm gì? Là phục vụ cho cá nhân, đúng không? Hồi chưa biết đủ tức là cái gì cũng vì mình mà làm hết, cái gì bản ngã của mình, gì riêng tư, gì thỏa mãn cái dòng họ bà con của mình, gì làm giàu cho tự thân mình mà mình làm. Nhưng khi chúng ta biết đủ rồi là tất cả những hành động nhất cử nhất động chúng ta là vì việc phục vụ, vì lợi lạc cho quần sanh, cho vũ trụ, cho nhân loại mà chúng ta làm. Thì càng phấn đấu lợi lạc quần sanh nhiều chừng nào thì thể hiện sự biết đủ người đó nhiều chừng đó. Càng phấn đấu làm lợi lạc cá nhân nhiều chừng nào thì thể hiện cái sự chấp ngã riêng tư người đó nhiều chừng đó. Tức là người không biết đủ thì là riêng tư, còn người biết đủ là người sống cho cộng đồng chứ không còn sống riêng tư nữa. Chúng ta phải hiểu cái từ biết đủ như vậy. Để biết đủ nó là một cái gì đó hết sức là năng động, tích cực, chứ không phải là một cái sự thụ động dừng lại. Chúng ta nên hiểu điều này. Mong rằng là chúng ta phải hiểu được cái biết đủ này. Hồi xưa mình giúp ít người, nếu biết đủ rồi là mình sẽ đổ ruột mình ra mình giúp được nhiều người hơn. Hồi xưa mỗi lần mình bỏ đồng tiền ra thấy nó khó khăn, nó gài 2-3 lớp kim tay, bỏ 2-3 cái túi sâu ở rộng, đúng không? Bây giờ mình biết đủ rồi, mình không phải để sâu cho mình xài vào móc để ở ngoài, để mình muốn cho rất là nhẹ nhàng, mình muốn giúp người nào nó trong một cái vui tươi khoan khoái và thương yêu của chính mình. Ngày thưa là cực chẳng đã móc đồng tiền ra, bây giờ là chúng ta gì thương yêu và thông cảm với cực khổ người khác và chúng ta phấn đấu làm. Hai cái tâm này nó khác nhau. Biết đủ là nó thay đổi cuộc đời của chúng ta để chúng ta sống tích cực năng động, chứ không phải biết đủ là một người thụ động nữa. Thì vậy là người nào biết đủ là một kẻ rất là giàu. Giàu tiền, giàu của, giàu tình cảm. Không, chúng ta thương nhiều người hơn, chúng ta làm lợi lạc nhiều người hơn, chúng ta sẽ giàu hơn bạn bè, chúng ta sẽ làm giàu hơn cái phước báo của chính mình. Đó, cái giàu đó mới là cái giàu cần, chứ không phải cái giàu thế gian là cần thiết. Mà phước báo chúng ta sẽ lớn mạnh hơn gấp 1.000 lần hồi trước nữa. Thì đó mới là cái việc làm giàu chân chánh. Còn làm giàu thế gian là chưa hẳn. Nhưng làm cho phước báo chúng ta lớn lên mới là cái giàu có lớn. Cái vốn liếng và cái tài sản của chúng sanh trong pháp giới mười phương này, và nhất là loài người này, vốn liếng là phước báo chứ không phải vốn liếng là đồng tiền. Cho nên cái phước báo chúng ta càng lớn thì được gọi là chúng ta càng giàu. Cho nên Đức Phật không thể nhìn người này có nhà lầu xe hơi Đức Phật cho người đó giàu, không có. Mà Đức Phật nhìn người này có sống lợi lạc cho nhiều người không, phước người này mỗi ngày mỗi lớn hơn không, có tăng trưởng hơn không, đời sống có bình yên không, thì cái đó được gọi là cái phước báo và sự giàu có. Cho nên khi mọi người biết đủ là cái phước họ tăng trưởng mỗi ngày, tại vì họ không sống cho riêng nữa. Mình nghĩ bây giờ ví dụ nha, hồi trước chúng tôi có nói điều này rồi, chúng ta làm sao mà nói tới cái chuyện cái gọi là cái bảo toàn cái phước làm người á. Chúng tôi hồi xưa có một cái đề tài đó, làm sao để bảo toàn. Bây giờ mình ăn á, tiêu miếng phước nè, mình ở ngày đêm tiêu miếng phước nè, mình mặc bộ đồ là tiêu miếng phước nè, thì làm sao để bảo toàn. Mà cái việc mình làm cả hai tay hai chân của mình rồi mà chưa chắc để phục vụ đủ cái chuyện mình tiêu thụ một ngày nữa, chứ đừng nói chuyện chơi. Như vậy là mất cái phước làm người sao? Như mình ăn, tại vì mình ăn cho mình cho no, ăn cho ngon, ngủ cho ngon, mặc cho đẹp. Để chi? Để cho thỏa mãn cái dục lòng của chính mình, thỏa mãn cái thân xác mình. Thì đó là cách để chúng ta bị bào mòn phước báo. Còn bây giờ mình ăn no để làm gì? Để có sức mà làm lợi lạc nhiều người. Mình được ngủ yên để gì? Để khôi phục sức khỏe, ngày mai mình có thể làm chuyện lợi lạc cho nhiều người hơn. Mình mặc cái quần áo đẹp để gì? Vì mục đích mình đi giao thiệp, mình giao tiếp để mình có thể làm lợi ích cho nhiều người, chứ không phải mặc đẹp cho mình người ta khen, không phải ăn no để thỏa mãn, vân vân. Thành ra chỉ cần thay đổi cái thấy nhìn là cái phước chúng ta sẽ khác. Trong cái bữa ăn, trong cái chiếc áo mặc, trong cái ngôi nhà chúng ta ở, tất cả những cái đó chúng ta đều có một cái chiều hướng ngược lại. Hay thì xưa vì mình thì bây giờ vì cộng đồng, thì bắt đầu chúng ta xây dựng cái nền tảng phước báo cho chính mình, và phải làm giàu cái phước này lên. Thì là người biết đủ. Đối với chúng tôi, người biết đủ là người năng động, tích cực, và không có phút giây nào dừng được cái việc tạo phước của chính mình trong cuộc đời này. Đó là người biết đủ. Còn người không biết đủ là luôn luôn tất cả những suy nghĩ, những hành động nhỏ nhiệm nhất đều vì mình hết, vì cá nhân, vì sự riêng tư, vì ngã chấp, thì người đó gọi là người không biết đủ. Thành tín là nơi chí thân. Khi chúng ta chơi với một người nào, cái chuyện mà mình mong muốn của đời này là gì? Là thành thật, phải không? Để có thể tin nhau được. Khi mà cái người đó mất đi cái sự thành thật rồi, chúng ta mất lòng tin, và mất lòng tin không còn là bạn chí thân nữa. Cho nên cuộc đời này mà chúng ta gặp một người thật thà, thực sự với mình, có thể sống chết với mình, có thể chia sẻ hết tất cả những ngứa ngọt bùi trong cuộc đời này của mình, có thể chết vì mình, điều này rất là hiếm có. Tại vì cái thành thật, cái chân tình khó lắm trong thế gian này. Luôn luôn chơi với nhau họ có một cái thủ gì đó, những kỳ lắm. Ví dụ như chơi với mình thì họ phải coi, phải dò xét cho mình sao, mình thế nào, rồi để họ đối xử với mình nó giống như cái của mình hay gì đó. Hoặc là nó có một cái ý gì đó riêng để khi tới với mình là phải đạt được cái gì cho họ. Khó có một cái chân tình trong thế gian này lắm. Những ai mà đã từng lên bờ xuống ruộng rồi mới phải thấm thía những cái điều này. Chúng ta sống bình thường, chúng ta chưa có ra chinh chạm với xã hội, chúng ta chưa có thấy cái lừa dối, cái gian manh của xã hội, thì chúng ta thấy cái đời này nó thường lắm. Nhưng khi chúng ta nếm được những cái mùi mà của bạn bè, của những người thân, họ thả diều cho mình lên mây rồi họ cắt dây mình rớt xuống, lúc đó chúng ta mới thấy chúng ta mới thấy phải là thấm thía cuộc đời lắm. Cho nên cái cuộc đời mà kiếm được cái chân tình để trở thành, ở đây Đức Phật nói là cái thành tín, cái sự chân thành để làm tạo cái niềm tin với nhau, đó là một điều mà chí thân trong cuộc đời này. Tại đó quý vị thấy có những người họ thân nhau là họ quá tin với nhau mới trở thành người thân, đúng không? Chúng ta không có tin người nào người đó thành người thân mình, nổi không? Không nổi. Cho nên mình phải thấy cái sự thành thật của họ. Và chính bản thân mình cũng vậy, khi mình đối xử với cuộc đời, đối xử với mọi người bằng tất cả những cái chân tình, thì tự động mình sẽ có rất là nhiều bạn thân, có rất là nhiều người chí thân với chúng ta. Sở dĩ mà chúng ta không có người chí thân thì một phần là nghiệp tập nhiều đời nhiều kiếp của mình, đúng không? Mình chưa bao giờ mình sống thật, cho nên bây giờ mình ra mình kiếm một người để mình tin, không có. Có những người mà có tiền của, ví dụ chúng tôi gặp một số người họ giàu có ghê lắm. Tôi thấy chung quanh họ đầy những cái kẻ hầu hạ, thì mình nghĩ là người này có phước ghê gớm lắm, nhưng mà hầu hạ để gì? Để chờ đợi ông này chết lẹ lẹ truyền cho mình nhiêu đó thôi mà đeo hầu hạ cả đời. Vì họ thấy được cái sự nghiệp của người đó, nó họ hầu hạ rất là, gọi là nhìn bên ngoài á thì rất là trung thành, rất là trung thành, nhưng mà họ chờ đợi gì? Chờ đợi phút cuối số phút cuối số này. Rồi bây giờ trong cái số 100 người, 1000 người đó, họ chờ đợi cái phút cuối để được ông thầy này truyền mình cái gì đó, hoặc là người chủ này giao sự nghiệp cho mình, vân vân. Trong những cái triều đại vua chúa cũng vậy, trong những cái quan trường cũng vậy, trong xã hội cũng vậy. Tất cả những cái môi trường mà chúng ta kiếm một người gọi là chân thành, chân tình đó, rất là hiếm. Đức Phật chúng ta phải thấy rằng với cái trí tuệ Đức Phật thấy rất là sâu. Đức Phật thấy cái chuyện thành tín là chí thân. Trong cuộc đời này, cái sự thành tín của mình nó tạo thành một cái chí thân với một người nào đó, và cũng sẽ có người khác trở thành một người chí thân, chí thiết của chính mình. Họ sẵn sàng sống chết cho mình. Còn nếu mình không có cái thành tín này, mình không có cái chân thành, không gây được niềm tin cho người ta bằng cái chân thành. Chúng tôi nói tạo niềm tin người khác bằng sự chân thành của chính mình, thì cả đời này mình sẽ cô đơn, cô độc, không có người chia sẻ chuyện sâu thẳm nhất trong cuộc đời của mình. Với mọi người mà chí thân chúng ta thì cái chuyện xấu nhất trong đời người đó cũng phải biết, đúng không? Và khi người đó biết rồi, mình không phải là mình nói cho người đó biết để rồi mình sợ, mà họ sẽ có những cái giải pháp tốt cho mình. Khi mình có một người thân, mình sẵn sàng nói cái chuyện xấu nhất của mình ra. Để chi? Để mình nhờ cái người thân của mình phụ giúp để mình vượt qua cái khó đó. Nhưng mà bây giờ xã hội, ví dụ như mình bị người này lừa, bị người kia lừa, bị người nọ lừa rồi, bây giờ mình có người bạn mới mà người bạn này rất là giỏi, mình đâu có dám nói sự thật đâu. Có những chuyện mình giấu giếm mà người bạn mình thì rất có khả năng để có thể giúp mình, nhưng mình không dám nói hết. Thì sao? Thì chúng ta sẽ mãi mãi bị thất bại. Cho nên là có được một người thật sự thân để chúng ta tỏ bày tất cả những cái tâm sự của cuộc đời mình sâu thẳm nhất, khó lắm. Đó là một người mà chí thân chí thiết với chính mình. Mà muốn có người chí thân chí thiết thì chúng ta phải thể hiện sự chân thành của mình, đủ cái chân tình, đủ cái chân thành để tạo niềm tin, thì mình sẽ có một người bạn thân giữa cuộc đời này liền à. Đó là điều ngộ lắm, chúng ta phải thấy được điều này. Thật ra chúng ta cư xử với cuộc đời này bằng tất cả những chân tình thì đi đâu cũng sẽ được cái gì người ta tin, người ta quý, người ta mến mình. Đó là một sự thật. Nhưng mà ngược lại, chúng ta không có tin ai, chúng ta cũng không sống chân tình thì đi đâu chúng ta cũng bị lừa lọc, cũng bị gạt, cũng bị cái chuyện gì á. Mình sống mà mình thể hiện bề ngoài rất là tốt, nhưng rồi ngược lại chúng ta sẽ bị đền đáp những cái chuyện không hay. Đó là chúng ta không đủ cái chân tình. Cho nên chúng ta phải thấy được cái chân tình này là một điều hết sức cần thiết, mà Đức Phật dụng từ là thành tín. Tức là do cái thành thật, chính cái thành thật của mình tạo thành niềm tin cho cái đời sống này, để chúng ta có được những người chí thân trong cuộc đời này. Người chí thân đó có thể chết thay mình, họ có thể cực nhọc thay mình, và đụng bất kỳ một chuyện gì đó họ sẽ sống chết với chính mình. Đó là người chí thân mà cần có trong cuộc đời này. Chứ nếu không cuộc đời chúng ta cô đơn lắm. Vợ chồng chưa chắc đã thành tín, đúng không? Ở đây có rất là nhiều người nghi nhau. Đã từng sống với chồng mình nghi, hoặc là người sống với vợ mình nghi không? Có không? Người sống bên cạnh mình chưa đủ thể hiện cái chân tình, chí tình, làm cho đời sống mình, ngay cả người thân gọi là đồng sàng mà dị mộng. Đồng sàng mà dị mộng. Cái mùi này chúng tôi thấy là nhiều người nếm lắm. Chúng ta thấm thía lắm, nói tới cái chuyện này là thấm thía cuộc đời lắm, phải nói thật như vậy. Rồi mình nói làm sao cuộc đời này không có cái người nào thật để cho mình có thể nói được những điều mình muốn nói, không có chỗ để mình chia sẻ, không có nơi để mình trút bỏ cái bầu tâm sự nặng nề của mình, vân vân. Sâu ở trong lòng của mình nó cũng chưa hết, gọi là chưa chí tình chí nghĩa với ai đó. Mặc dù mình lo họ ăn, lo họ mặc, họ muốn gì mình cũng đền đáp hết, họ cần cái gì mình cũng cung phụng hết, nhưng mà mình vẫn còn cái gì đó để cho mình không nhận lại được cái chí tình. Tất cả những cái chân tình đều sẽ được đền đáp. Chúng ta phải hiểu điều này. Cho nên đầu tiên chúng ta cứ sống chân tình, thà là mình bị gạt, chứ đừng nói đi gạt người. Nhưng mà người ta thủ á, ở Trung Quốc nó nói một cái câu như thế nào ta? Vô độc là bất trượng phu. Một cái câu mà làm sụp đổ loài người này. Và nói như vậy, một cái câu nói của Trung Quốc vậy mà nó nói cho được. Vô độc bất trượng phu. Người sống không độc không phải là trượng phu. Một câu nói làm phải nói là đảo lộn cả nhân sinh vũ trụ này. Chứ nói mình đây không phải là khẩu hiệu, nhưng mà thật sự mình sống hết đi, mình trải lòng mình sống với cuộc đời này đi, bằng tất cả những cái chân tình, dứt khoát sẽ có sự đền đáp. Đền đáp đó là cái gì? Khi chúng ta chân tình để chúng ta sống với một người, tức là chúng ta hết lòng tôn trọng người đó. Chúng ta đầu tiên chúng ta tôn trọng họ là một con người, chúng ta quý mến họ, chúng ta thương để chúng ta sống, chúng ta sẵn sàng phục vụ với họ bằng tất cả những chân tình đó, thì sao? Là chúng ta đã có phước rồi đó. Mặc dù họ gạt mình thấy là mất tiền, mình mất cái gì đó, nhưng mà thực sự phước báo mình đang có gì? Cái chân tình này. Và một cái điều quan trọng nữa là gì? Nếu chúng ta không có đạt được cái chiều sâu của cái sự chân thành thì chúng ta còn rời xa sự thật. Cho nên đạo lý khó có thể khai mở với chính mình lắm. Đó là điều mà những người học Phật phải biết. Có những người sống cứ bị gạt hoài mà bị gạt hoài bị gạt hết đường này tới đường kia mà cứ gạt riết. Có nhiều người thắc mắc, ủa nói sao mà sao bị gạt hoài? Tôi nói tôi cũng không biết sao mà tôi bị gạt hoài. Ai nói gì cũng tin, ai nói gì cũng nghe, ai nói gì cũng chấp nhận, không cần phải suy nghĩ. Tại mình nghĩ là người này tốt, giống như là cái lòng của mình vậy. Mình muốn nói người ta tin và người ta nói mình tin. Nhưng mà không có ngờ là người ta tính toán một con đường khác, họ gạt mình. Thì cũng chịu. Chịu không phải là mình chấp nhận để mình đau khổ, nhưng mà mình đưa cái chân tình mà họ không biết hưởng, rồi đó là cái mất phước của họ. Chứ chẳng có mất gì cái mình. Bằng tất cả những tình cảm tốt nhất của mình trao gửi cho họ, họ không biết nhận rồi thôi. Thì cái đó còn nguyên của mình, chứ mất gì đâu. Không mất. Chứ đừng nghĩ là chúng ta bị gạt. Chúng ta sai rồi. Nghĩ mình bị gạt là mình sai. Không ai có thể gạt được mình. Mình đem cái chân tình mình cho, mình đem của báo để mình cho. Nếu người ta không biết chấp nhận thì cái đó là cái mà họ không biết hưởng, chứ không phải là cái mình lỗ lã gì hết đấy. Mặc dầu thấy nó là mất tiền, nhưng mà trong lúc mà chúng ta đem tất cả những chân tình để chúng ta sống giữa cuộc đời này á, là dứt khoát sẽ có người có lợi. Và người có lợi đó thì mình có được miếng phước. Mặc dù mình không muốn như vậy, những cái điều mình muốn ở trần gian này, họ sống bằng tất cả những cái chân tình đó để làm cho cuộc đời nó được đẹp. Đời sống xung quanh mình nó sẽ đẹp hơn và thể hiện cái sự cao quý của loài người. Loài người thật á, không có gian dối. Gian dối là chúng ta mất phẩm chất của loài người rồi. Chúng ta phải nói một câu như vậy. Thứ nhất là chúng ta không tôn trọng đối tượng của mình mới gian dối, đúng không? Mình coi thường người ta, mình coi người ta thấp hơn mình coi người ta dở hơn mình mới gạt. Chứ nếu mà thấy ổng dữ hơn gạt ra chừng phát hiện làm sao không? Nên mình coi thường người đó mình mới dám gạt người đó. Tức là mình không tôn trọng cái cuộc sống này, mình coi thường cái xã hội thế gian này, mình mới qua mặt người ta. Thì đó là một cái mầm họa cho cuộc đời mình, mất phước. Mình coi thường người khác là bị tổn phước. Thật ra nhìn sâu đó là cái đạo đức của loài người. Đạo đức chân thật của loài người là một sự chân tình. Cho nên mỗi người tu chúng ta không nên mất cái này. Mất cái này là chúng ta mất phước. Chúng ta phải đối đãi nhau bằng tất cả những chân tình để mình sẽ tạo cái phước riêng cho mình và làm lợi lạc cho nhiều người. Chứ không là chúng ta sẽ mất phước lành. Do cái sự do dự của mình, sự dè dặt của mình. Không có nghi á, thì không có được. Sống là phải nghi. Mà một nghi á, là 10 ngờ, mà một ngờ á, là 10 tội. Tính đi mình nghi một người là mình mang tới 10 tội, 100 tội luôn. Nghi 10 ngờ, một ngờ 10 tội. Nếu mà nghi người ta một cái mình phạm 100 tội liền tại chỗ. Rồi mà chư tổ cũng vậy mà rất là kỹ. Và nhất là trong kinh Pháp Cú có một bản kinh, bài kinh nằm ở đâu á, chúng ta không biết đọc qua chưa. Tức là Đức Phật nó dạy là không nên nhìn lỗi của người, không nên đánh giá cái sự việc đó tốt hay xấu, mà phải coi lại mình nữa. Mình có lỗi hay là không lỗi, việc làm mình tốt hay xấu. Mình nên sống trở lại với chính mình bằng cái chân tình giữa đời sống này, thì chúng ta sẽ luôn luôn gặt hái được những cái nhân quả thật sự tốt đẹp trong tương lai cho bản thân mình. Và cuối cùng thì Đức Phật cũng nói cái niết bàn là cái vui tối thượng. Thì cái phẩm này là cái phẩm niết bàn, cho nên cái phẩm an lạc, cho nên lúc nào Đức Phật cũng nhắc tới cái niết bàn là cái vui mà cùng tột, không có cái gì có thể so sánh được. Thì hôm nay chắc là chúng ta phải dừng cái buổi nói chuyện ở đây. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn